tình yêu rất đơm nồng, yêu đời yêu lần cả non sông. Hôm nay với chủ đề phá ngũ quẩn rất lần tha mái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân, thị hiện dứt trừ tử sanh. Phá ngũ quẩn, thưa quý vị, chữ quẩn là gì? Rồi tại sao mà Đức Thầy bảo chúng ta phá ngũ quẩn rất lần tha mái, và cái ái nó có hại cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo ra sao? Cội sân si cũng phải tảo trừ. Cội sân si nó lớn như thế nào và nó tác hại cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo ra sao mà Đức Thầy luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải dẹp và phá và trừ, đem về giác tánh chân như. Cái giác tánh này nó có khác với Phật tánh như thế nào? Kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Sau khi mình được chứng kim thân bất hoại thì cái dứt trừ tử sanh như thế nào? Thì phần tiếp đến chúng tôi trân trọng kính mời ông giáo lý viên Phan Chí Tâm đến diễn đàn để diễn thuyết qua chủ đề phá ngũ quẩn rất lần tha mái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Phước là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự lân cận trong địa phận của huyện Chợ Mới đồng về đây tham dự. Kính thưa quý vị trong gia đình, quý vị đồng đạo, quý nhà mạnh thường quân cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là buổi tối ngày 16 tháng 3 niên Nhâm Dần, nhằm ngày 16 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này, để cùng nhau chia sẻ qua lời giáo ngọc tổ thầy mà vừa rồi quý vị đã nghe vị sứ ngôn viên đã giới thiệu rất là hay. Chúng tôi rất là náo nức và hy vọng rằng trong cái buổi pháp thoại hôm nay, phần nào đó giúp ích cho tất cả chúng ta được có một cách nhìn chuẩn xác hơn về cái thân ngũ quẩn của mình và cũng như các phương pháp hành đạo theo lời thầy dạy, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta hiểu hành để đi đến mục đích giải thoát. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý đồng đạo thân kính, ở nơi đây chúng tôi cũng có về được, nhớ không lầm là có về nơi đây một lần rồi vào những năm trước đây, cũng vào buổi tối. Đặc biệt thì lần đó trên con đường đi làm nhiệm vụ thì xong rồi tôi ngủ lại ở tại cây xăng này một đêm, cũng có tâm sự với chủ gia nơi đây. Thì hôm nay cũng như các lần khác thì chúng tôi cũng được sự ưu ái của ông trưởng ban đồng đạo Phước, đồng đạo Hai Phước và quý vị đồng đạo của xã xã Long Giang này. Cho nên thì chúng tôi cũng về đây rất là nhiều lần trong những năm gần đây. Thì phải nói là tôi rất là thương anh em trong ban tổ chức. Mỗi lần thuyết giảng quý vị phải dựng cái lễ đài, rồi phải chở bàn ghế, rồi cờ hoa, đèn hoa rực rỡ. Phải nói rằng cái công đức của quý vị là vô lượng. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng trong một cái hoàn cảnh phải nói là rất là hiếm hoi, trong quá trình đi làm nhiệm vụ của chúng tôi đó, từ năm 2009 đến nay cũng ngót 13 năm,
trên dưới cũng khoảng hơn 1.000 cái diễn đàn mà chúng tôi đã đi qua. Thì hôm nay về nơi đây với một buổi tối, bên ngoài thì trời mưa lắc rắc, đồng đạo chúng ta nhen nhúm với nhau ở phía trước cây xăng, thì theo chúng tôi nghĩ rằng rất là ấm áp trong cái tình đồng đạo, ấm áp trong cái buổi chia sẻ giáo lý. Tôi tin chắc rằng Đức Thầy giờ này cũng như Đức Thầy tại vị ở nơi ngay chân dung trước mặt chúng ta sẽ cảm nhận được lòng trẻ thảo biết đòn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu nại. Dầu rằng đêm nay không đông lắm nhưng chúng tôi rất là hoan hỷ quý vị, với một cái tinh thần cao độ của ban tổ chức, sự cực khổ của quý vị và quý đồng đạo, trời mưa vẫn mặc áo mưa đến đây để cùng với chúng tôi, chúng ta hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thì phải nói rõ công đức này thì tôi thấy hết sức là quý báu. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng có nói đồng đạo Hai Phước, một mình và một đồng đạo nào đó, một mình tôi cũng trình bày đề tài này, cũng sẽ nói chuyện quý vị, chứ đừng nói chi mà đôi ba chục người. Đối với tôi thì phải nói là tôi không có chấp vấn đề đó, chỉ cần có người nghe thì tôi sẽ trình bày. Cho nên thì hôm nay cũng là một cái điều ly kỳ, một điều hết sức là phải nói là hiếm hoi, để ghi cái kỷ niệm đẹp giữa tôi với đồng đạo Hai Phước, trưởng ban trị sự nơi đây nói riêng, và cái kỷ niệm đẹp này đối với tất cả anh em cực khổ trong ban tổ chức, và đặc biệt là vợ chồng ông chủ cây xăng nơi đây cũng đã có nhân viên chúng tôi và quý đồng đạo ngồi nơi đây thì nó không hết. Cho nên để đáp lại cái thâm tình đó thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị, chúng ta sẽ chia sẻ qua một cái chuyên đề mà đồng đạo đã nghe vị sứ công viên đã giới thiệu, tức là phá ngũ uẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tưởng sanh. Thì kính thưa đồng đạo, như vậy thì hôm nay cũng là một cái chuyên đề mà phải nói rõ. Trong cái chuyên đề này, cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải nhận diện được cái sắc thân ngũ uẩn của mình. Thế nào gọi là ngũ uẩn? Đây cũng là một thuật ngữ mà có vào từ thời Đức Phật, gọi là một cái thuật ngữ chuyên dùng trong Phật giáo. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày cái cội gốc, có thể nói là cội gốc sanh tử luân hồi. Cũng chính vì mà chúng ta nhận định nó sai lầm cho nên mình mới xuống xuống lên lên trong sáu nẻo. Cho nên thì chuyên đề hôm nay là chúng ta đi vào cái chân lý tuyệt đối đó. Nếu nói theo góc độ của Tam Thừa, nếu nói theo góc độ của Ngũ Thừa thì chúng ta hôm nay đi vào Đại Thừa, cũng có thể nói là Thượng Thừa trong lý nhà Phật. Thì như quý vị đã biết, đây là một cái thánh phẩm phải nói là rất là tuyệt diệu, chứa đựng nhiều cái phương pháp tu hành mà Đức Thầy dùng những con chữ đúc kết lên những cái vận dụng, sắp xếp những con chữ để có nên những cái phương pháp hành đạo, những cái phương tiện để dìu dắt tất cả đồng đạo chúng ta vào lộ trình giải thoát. Thì đây là bốn câu mà Đức Thầy viết trong 37 câu. Thì Ngài sáng tác vào ngày 24 tháng 6 năm Nhâm Ngũ, nhằm ngày 8 tháng 6 năm 1940, khi Đức Thầy đang ở tại cư ngụ tại nhà ông Ký Giỗi ở Bạc Liêu. Thì đồng đạo đã biết rồi, đây là một thánh phẩm mà Đức Thầy viết cho ông Cò Tào Hảo. Mà vừa rồi thì chúng ta cũng nghe hai vị đọc giảng viên trong ban trị sự đã diễn ngâm lại 37 câu này rất là tuyệt vời. Thì chúng ta nghe những cái giọng điệu du dương và cái nghĩa lý theo là Đức Thầy dạy, thì chúng ta cảm thấy rằng đây là một cái phương châm hành đạo hết sức đặc sắc. Cho phép chúng tôi dùng cái từ đặc sắc, mà không có còn cái gì mà chúng ta, gần như không còn văn tự nào để chúng ta khen tặng. Bởi Đức Thầy là Phật mà, Ngài hạ bút thần thơ đã đề khai, cho nên gần như trên dưới gần 10 vạn lời đó, tức gần 100 ngàn lời đó, thì gần như là lời nào cũng tuyệt diệu hết của ông Phật. Như vậy thì trong cái bối cảnh mà Đức Thầy ở tại Bạc Liêu, nhà của ông Võ Văn Giỗi, tức là cựu thơ ký xuất phủ Nam Kỳ, còn gọi là ông Ký Giỗi. Bởi vì ông này trước đây ông làm thơ ký cho ông thống soái toàn quyền Nam Kỳ. Đây là một cái vị phải nói rõ là tri thức các vị, một cái người phải nói rõ là rất là giỏi. Nếu chúng ta hiểu về cái kinh nghiệm về chính trị, về văn hóa thì phải nói đây là một cái bậc giỏi, từng làm thơ ký cho thống soái
toàn quyền của Nam Kỳ. Cho nên thì khi người Pháp đưa Đức Thầy đến đây thì gần như họ đã có sắp xếp rồi. Bởi vì vào ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn thì với một cái sự truyền đạo trong một thời gian ngắn hơn 10 tháng, tín đồ càng ngày về hòa hảo, nghe Đức Thầy thuyết pháp, được Đức Thầy trị bệnh và được chép các cái bài sấm thi cũng như các cái bài cúng đặng về nhà quy y, cho nên càng ngày tín đồ càng đông, trên dưới phải gần 1 triệu người. Tôi nhớ không lầm, vào giai đoạn 1939 thì dân số Việt Nam chúng ta có 19 triệu gì, tức là chưa được 20 triệu, lên đến 1 triệu người, chúng ta thấy rằng có số lượng rất đông, đông lắm à. Bây giờ mình nói rằng tín đồ 5 triệu nhưng thật là 5 triệu ít hơn đó. 5 triệu trên 100 triệu, 1 triệu trên 19 triệu thì rõ ràng là hầu đó đông hơn bây giờ. Cho nên với số đông đó làm người Pháp lo sợ quá. Vì vậy cho nên ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn họ xuống tổ đình dời Đức Thầy lên Châu Đốc. Theo cái lệnh của thống soái toàn quyền Nam Kỳ, thấy ông Tư Hòa Hảo, ông này có một số lượng đông tín đồ, nghe đâu trong sấm thi của ông, trong cái bài thuyết đạo của ông, nó mầm mống cái tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, rồi họ sợ họ mất cái thế trên đất nước Việt Nam chúng ta, trong khi họ là những cái người khách đến đây để, phải nói rõ là để cướp nước. Do đó cho nên thống soái toàn quyền Nam Kỳ mới giao cho tỉnh lỵ Châu Đốc, tỉnh trưởng tỉnh lỵ Châu Đốc là dời Đức Thầy. Chúng ta dùng cái từ dời thật chắc ra là bắt Đức Thầy đó, dùng cái từ dời cho lịch sử một chút, tại đó họ đến họ bắt Đức Thầy. Trong khi họ bắt Đức Thầy, chúng ta đi, Đức Thầy gấp đến nỗi là chỉ cầm tấm giấy thế thân trong tay thôi, không có bộ đồ nào theo hết. Họ nói rằng là đưa Đức Thầy về Châu Đốc để nghị sự, nhưng không ngờ ở đây 2 giờ đồng hồ họ đưa Đức Thầy lên xuống Sa Đéc. Khi ở Sa Đéc 6 ngày thì sau đó họ mới an trí Đức Thầy tại nhà ông Hương Bộ Thạnh ở làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Thì khi an trí Đức Thầy ở nhà ở làng Nhân Nghĩa Cần Thơ thì Đức Thầy vẫn tiếp tục khai triển cái mối đạo. Cho nên thì quýnh quá, họ mới buộc Đức Thầy, cho Đức Thầy chúng ta bị bệnh tâm thần. Mà tức là ông này bệnh điên, họ dựa vào sấm thi Đức Thầy xưng khùng xưng điên đó quý vị. Cho nên nói Đức Thầy là bị bệnh tâm thần, cho nên đưa Đức Thầy vào nhà thương Cần Thơ điều trị 5 ngày. Đây là cái cớ. Vậy thì sau khi vào nhà thương Cần Thơ điều trị 5 ngày rồi, sau đó họ quyết định là Đức Thầy bị bệnh điên rồi, mà bệnh điên nặng lắm. Họ phải nói rõ là ngụy tạo hồ sơ bệnh án. Ha, nói rằng Đức Thầy bệnh nặng lắm, ở tiếng dưới này là chỉ không có được, nên buộc phải đưa Đức Thầy lên nhà thương Châu Quán Sài Gòn. Họ đưa Đức Thầy đến nhà thương Châu Quán Sài Gòn là với một cái ác ý là họ muốn tiêu diệt Đức Thầy. Họ mượn tay của ông y sĩ Ngạch Đông Dương Trần Văn Tâm, trưởng bệnh viện bệnh nhà thương Châu Quán Sài Gòn lúc bấy giờ, là phải nói là hạ Đức Thầy chúng ta. Nhưng mà rất tiếc Đức Thầy là Phật, Đức Thầy biết hết, Đức Thầy dùng quyền cơ từ thuốc độc mà Thầy biến thành là thuốc bổ vậy thế coi. Cho nên giết Đức Thầy không có được. Cho nên cuối cùng bây giờ biết làm sao giờ. Do đó bây giờ dùng thuốc độc không được thì dùng cái đòn roi tra tấn. Cho nên họ đưa Đức Thầy vào Bát Katina. Khi vào Bát Katina 8 ngày họ tra tấn gần như dã man. Đây là một cái ngục tù dành cho những người tội chính trị. Thường thường thì ai vào đây rồi thì không có thể nào ra được, không có toàn mạng ra được. Nhưng Đức Thầy chúng ta giàu rằng thương cái thân thì thịt nát xương tan. Nói chung thì phải nói rõ, nhìn hết sức là đau khổ, mà ông chủ cô có kể lại lúc bây giờ. Mà Đức Thầy vẫn bình thường. Cho nên lúc bây giờ là gần họ hại Đức Thầy không được rồi. Do vậy cho nên họ mới đưa Đức Thầy về Bạc Liêu. Và đặc biệt thì họ cho Đức Thầy ở ngay nhà ông Ký Giỏi, cụ thơ ký sứ phủ Nam Kỳ. Ông này là dày dặn kinh nghiệm, giao cho ông này chắc ăn, chứ để đưa cho ông Hà Văn Tâm cũng không xong, mà đưa cho ông Hương Bộ Thạnh không xong. Giao Đức Thầy cho ông nào ông đó tu hết trơn. Ai thử coi, trước thì kìm kẹp Đức Thầy, không cho người ta đến đây tu. Ai ngờ đâu giao cho nhà ông nào thì chẳng những ông đó tu mà cả nhà tu theo. Chẳng những cả nhà tu theo mà gần như là trở thành một máy đạo tràng luôn. Nếu vị muốn nghe rành hơn này, chúng tôi có trình bày cái đề thân thế đó, chúng tôi kể rất là chi tiết vấn đề này. Ở đây chỉ sơ khởi thôi. Như vậy thì khi Đức Thầy ở nhà ông cái giỏi Bạc Liêu, thì lúc bây giờ ở đây cũng thời gian cũng khá dài. Trên phải nói là hơn một năm. Thì Đức Thầy lúc đầu thì đến đây thì bà Ký thì quy trước. Ông Ký thì quý vị biết là rất là cứng, mà bởi vì một cái người quan chức của Pháp lại dày dặn kinh nghiệm, là lại có một cái mật lệnh của thống soái là phải bảo vệ cũng như là trông coi không cho ông này truyền đạo. Nhưng mà từ từ ngày qua tháng lại, Đức Thầy dùng quyền cơ, Đức Thầy dùng thần thông, thì cuối cùng ông Ký Giỏi cũng trở thành tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.
Mà đặc biệt ông này là ấn tượng quá vậy. Tại sao ấn tượng? Bởi vì đặc biệt trong tín đồ của thầy đó, thì ông Ký Giỏi là cái người hành pháp môn tịnh độ, tức là hành trì pháp môn niệm Phật đó, đạt cái kết quả giải thoát, biết trước được cái ngày mà bỏ xác đó. Cho nên là tôi cũng thường nói đồng đạo nên tinh chuyên niệm Phật, chúng ta đặt niềm tin. Bởi vì có ông Ký Giỏi đi trước rồi, ông đã làm cái người mẫu rồi. Cho nên là chúng ta cố gắng niệm Phật đi, nhất định chúng ta sẽ được giải thoát. Thì khi đến đây thì lúc bây giờ thì nó có một cái giao tình như vậy, tức là tình thầy trò. Mà hôm nay nghe thông gia của học trò của mình, tức là ông Trần Quang Hảo, thì ông này nó còn đặc biệt hơn nữa. Ông này là làm cảnh sát ở bến tàu vậy. Ngày xưa vào thời Pháp mà làm cảnh sát thì gọi là ông cò đó. Ông cò là ông cảnh sát ở bến tàu đó. Nhưng không biết lý do gì ông này ông lại chán cảnh phồn hoa đô thị rồi. Một cái người dày dặn kinh nghiệm về chính trị mà lúc bây giờ là buông gươm, lột bỏ hết những cái vương giả quyền quý để rồi vào chùa nhập tử làm tăng. Nghe ông này đi tu, đức thầy cũng ngạc nhiên. Bởi ông này là cha của ông Trần Quang Hạnh, mà Trần Quang Hạnh là rể ông Ký Giỏi, thông gia với ông Ký Giỏi là ông Trần Quang Hảo. Cho nên đức thầy mới viết cái bài này nè, cho ông cò Tào Hảo. Đức thầy viết bài này để tặng cho ông, để chúc mừng. Và ngoài cái việc tặng, ngoài cái việc chúc mừng ra, thì phải nói rõ là cái nội hàm là đức thầy dùng văn chương khéo léo để nhắc nhở ông cò Tào Hảo, cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta. Tức là đức thầy vận dụng cái căn cơ, cái trình độ của mỗi người, đức thầy mượn ông cò Tào Hảo cái hoàn cảnh đó, đức thầy mới sáng tác sấm thi. Và cái bài thi này là một phương pháp tu hành để dành cho tất cả đồng đạo chúng ta. Dầu rằng tại gia xuất gia là chúng ta phân biệt thôi, cho cái mục đích cứu cánh hành giả tu hành thế nào đó mà tâm được yên lặng, tâm được trong sạch, nhận diện được cuộc đời là giả tạm, thì khi mà về có Phật rồi thì chúng ta đồng với nhau, trước sau tuy khác, thiện căn vẫn đồng, mà đức thầy đã dạy rất rõ ở đoạn cuối trong cái bài này. Kính thưa đồng đạo, thì đó là chúng tôi cũng sơ khởi một số yếu tố, cái hoàn cảnh đặc biệt mà đức thầy phải viết cái bài thi này, mà hôm nay tất cả chúng ta học thuộc để thôi chúng ta nghiền ngẫm cái chân lý mà rốt lại thì chúng tôi trình bày bốn câu giảng này. Vậy thì câu đầu tiên thầy dạy là phá ngũ uẩn, đức lần tha mái. Cái khái niệm về từ ngũ uẩn thì khái niệm này khá quen thuộc trong đạo Phật, là một cái thuật ngữ mà ngày xưa Đức Phật chuyên dùng, mà đặc biệt Đức Phật chuyên dùng trong Bát Nhã Tâm Kinh, thì tức là một cái phương pháp để diệt trừ phá ngũ uẩn. Và hơn thế nữa thì trong sấm thi Đức Thầy dùng ở cái từ phá ngũ uẩn này đến hai lần. Một lần ở trong bài này, lần thứ hai Đức Thầy viết là lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ uẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình ráng định tánh, chữ cho nó tiệt, chữ gây gỗ là sân hãy diệt cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt ta cho nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mấy mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Thì đã biết rằng đức thầy cũng sáng tác cái phương pháp này cũng giống nhau, có thể thay đổi một số cấu trúc kỳ từ ngữ. Ở bên kia nó dài hơn, bên đây ngắn hơn, nhưng mà tụ trung lại thì không ngoài cái ý chính mà chúng ta trình bày hôm nay, mà đức thầy đã viết rất rõ một đoạn ở trong Giác Mê Tâm Kệ. Thì kính thưa đồng đạo, như vậy thì hôm nay chúng ta trình bày bốn câu giảng này, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ liên kết một phần của Giác Mê Tâm Kệ qua cái đoạn giảng chúng tôi vừa đọc. Vậy thì giờ này chúng ta cũng phải hiểu về cái nhận định, nhận diện cái bộ mặt của ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Chữ ngũ là năm, chữ uẩn là tập nhóm. Vậy thì ngũ uẩn là chỉ cho cái thân của chúng ta, mà ngày xưa Đức Phật đã cho biết cái thân chúng ta thân ngũ uẩn. Thế nào gọi là ngũ uẩn? Tức là cái thân chúng ta có năm món hợp lại thành cái thân chúng ta. Năm món này gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì năm cái món này gọi là thân ngũ uẩn. Dầu rằng trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy không dùng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bởi vì nói đến ngũ uẩn thì tất cả ai cũng biết rồi, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì hôm nay muốn phá ngũ uẩn thì trước tiên chúng ta phải nhận diện được năm cái món này trước đi. Hiểu được năm món này là chúng ta phá được một nửa rồi đó. Và sau đó mình mới tìm cái phương pháp mà Đức Thầy dạy thêm, chúng ta tiếp tục phá nữa. Như vậy thì ở trong mỗi con người chúng ta nó có hai phần. Phần một là vật chất, tức là cái thân vật lý này. Phần hai là phần tinh thần, là chúng ta hiểu về cái tổng thể con người có hai phần.
Như vậy thì ngũ uẩn ở đây, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó cũng gồm hai phần. Cái phần sắc, tức là cái sắc tướng của chúng ta, cái này gọi là cái phần vật lý. Cái phần thứ hai là cái phần tâm. Về cái phần tinh thần thì gồm có là tức là thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì ngũ uẩn, một phần là vật chất, bốn phần thuộc về phần bên trong. Cho nên thì chúng ta hôm nay chúng ta gọi là dạch lá tìm sâu à. Hồi đó giờ chúng ta thấy bên ngoài không à, mà hôm nay chúng ta có thể mình mỗi đồng đạo khi chúng tôi trình bày, mỗi đồng đạo chúng ta nhìn lại nơi tâm của mình thì chúng ta sẽ cảm nhận được, nhận diện được cái ngũ uẩn. Thì có nhận diện được ngũ uẩn chúng ta mới phá được, có thấy được mặt của cái tên tướng cướp đó chúng ta bắt nó mới được, có gặp được con ma đó chúng ta bắt nó mới được, không thấy mặt nó không biết nó làm sao chúng ta bắt nó được. Kính thưa đồng đạo, cho nên thì yếu tố đầu tiên chúng tôi sẽ dành thời gian để trình bày vấn đề này. Thì xin xác định lại, ngũ uẩn thì vẫn là từ xưa đến bây giờ vẫn không ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn tham, sân, si, nhân, ngã không phải ngũ uẩn đồng đạo. Tham, sân, si, nhân, ngã là cái phương pháp để phá cái thân ngũ uẩn. Bởi vì đọc một đoạn trong quyển tư như tôi vừa đọc thì nhiều đồng đạo nhận định rằng ngũ uẩn là tham, sân, si, nhân, ngã. Không phải. Chúng ta nói vậy người ta cười chết. Bởi vì từ xưa đến nay đây là một thuật ngữ của Phật giáo, ai đâu ai lạ lắm gì đâu. Tham, sân, si, nhân, ngã là năm cái tên này nè, nó cấu thành cái thân ngũ uẩn. Tham, sân, si, nhân, ngã nó là nhân, mà cái quả là cái thân của tôi và quý vị là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại vì chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn nhân, còn ngã, cho nên là chúng ta phải đào tha làm con người thế gian mang cái thân này. Nếu như tôi và quý vị không tham, không sân, không si, không nhân, không ngã thì hà tất gì chúng ta mang cái thân này. Chúng ta được về cõi trời rồi, chúng ta được về cõi Phật rồi, đương nhiên là như vậy rồi. Kính thưa đồng đạo, chính vì lý do đó mà chúng tôi muốn nói như vậy để chúng ta bắt đầu đi vào cái sự trình bày. Thứ nhất là sắc. Cái thân tôi và quý vị là sắc đó. Cái sắc này thì nó gồm có lục phủ, ngũ tạng, nó gồm tứ chi. Như vậy thì đặc biệt cái tính đặc thù của 36 phần này thì do đâu? Do tứ đại hiệp thành. Đất, nước, gió, lửa hiệp thành cái thân ngũ uẩn này. Do bốn đại. Mà Đức Thầy đã cho biết rất rõ, nào hay thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành. Như vậy thì cái từ tứ đại đây chúng ta phải hiểu là lý, chứ không phải nói tứ đại chúng ta đem một cục đất, đem một miếng lửa, đem một miếng nước, đem một miếng gió là ở thành thân người không? Thành không đồng đạo? Không. Nhưng mà muốn nói đây đồng đạo đừng kẹt ở ngôn từ mà chúng ta đạt lý. Nếu mà cái người hiểu từ ngữ mà hiểu một cách trơ trẽn, một cách mà gọi là không tìm hiểu nghĩa, hiểu một cách gọi là thô đó, hiểu một cách mà nói rằng tu không cần lại cần quỳ, tu cần gì cúng lại đó, hiểu một cách là hương tiệc đăng lui đó, mà hiểu mà một cách phần thô đó thì chúng ta sẽ kẹt chỗ này. Như vậy thì ý Đức Thầy muốn nói đây, Đức Thầy đã giải nghĩa rất rõ rồi. Cơ thể chúng ta giàu rằng nó có rất là nhiều, nếu chúng ta nói về lỗ chân lông, về tế bào, rồi về các siêu vi sinh vật thì rất là nhiều, nhưng tụ trung lại thì không ngoài bốn thứ này. Những cái chất độc trong cơ thể chúng ta đó, chất thịt nè, xương nè, thì nó thuộc về là phải nói rõ là tức là phần đất, gọi là tức là địa đại là phần đất. Khi chúng ta bỏ xác này rồi thì những cái này nó trở dưới đất. Rồi những cái mà nó về như là máu nè, nước trong cơ thể mình thì cái này nó thuộc về thủy đại. Khi chúng ta bỏ xác này thì những cái chất nước này nó sẽ hòa quyện với nước của thế gian. Rồi cái hơi thở của chúng ta nó thuộc về phong đại. Về phong đại tức là gió. Ở trong con người chúng ta có hơi có khoảng không gian mà để chứa cái phong đại này là gió nè. Rồi cái sự ấm áp trong cơ thể chúng ta nó thuộc về quả đại ha. Tức là đây là những cái vấn đề là tượng trưng. Chính vì vậy cái thân chúng ta là thân tứ đại, cho nên hàng ngày chúng ta cũng cung cấp cho nó tứ đại. Phải chi chúng ta đừng có mang cái thân tứ đại, chúng ta thân là hoa sen thì hà tất gì chúng ta ăn uống chi mà cực khổ gì vậy. Vậy thì bây giờ mình thấy rõ ràng, tại vì cái thân chúng ta cái gì thì nó sẽ cung cấp cái đó cho chúng ta thôi. Cơm, những cái chất cứng, có phải là địa đại không? Chúng ta hàng ngày không uống nước được không? Đâu có được, chúng ta phải cung cấp cho nó là thủy đại. Rồi hàng ngày chúng ta thở là chúng ta cung cấp cho nó là gì? Phong đại. Rồi cái sự nóng trong cơ thể con người mà chúng ta mà lạnh mà rung thì cơ thể không tồn tại. Cơ thể chúng ta ít nhất cũng phải có một cái thân, cái thân nhiệt là phải từ là 34, 35, 36, 37 độ gì đó, nó phải nóng vậy đó. Thì cái đó chúng ta hàng ngày cung cấp cho nó gọi là quả đại. Trời mà lạnh mà tuyết thì chúng ta phải sưởi ấm hay mặc áo ấm để mình cung cấp cái quả đại cho nó. Đơn giản thôi. Cái thân chúng ta nó là cái gì
thì nó sẽ cung cấp cái đó cho chúng ta thôi. Như vậy thì khi mà chúng ta không còn cái thân tứ đại này nữa, khi cái thân nó rã ra tới cái ngày cùng, thì lúc bây giờ chúng ta đâu có ăn uống gì đâu được. Bởi vì mình không còn tứ đại mà ăn gì. Mà vấn đề này đồng đạo chúng ta thường bị lầm. Cho nên vấn đề tôi cho gì cho phép tôi xuyên qua vấn đề cúng kiến một chút. Cứ nghĩ là lễ dỗ ông nội tôi, ông ngoại tôi, cha tôi phải làm cho to cho lớn. Thì với cái mục đích là cái tâm ý đó, với một cái thiện ý đó, nói rằng cha tôi, ông bà tôi về để ăn. Tức là họ nghĩ là họ dọn lớn như vậy là mâm cao cổ đầy, nào là xác trâu xác bò, gà vịt cúng kiến là linh đình vậy là có hiếu. Nhưng không ngờ lại là quá bất hiếu. Bởi vì ông bà cha mẹ mình đã quá giảng rồi, đã trở thành cái linh hồn thì làm sao ăn được. Mình cúng mình ăn ai ăn? Mình cúng mình ăn mà tội ông bà cha mẹ mình chịu. Cho nên thầy mới dạy là cha mẹ qua đời tu để chay là gì? Để chia cho bớt đi cái tội. Cho nên hôm nay cúng dỗ cúng quải từng tự là chúng ta cúng đám dỗ đám quải ngày kỷ niệm đó, là chúng ta tưởng nhớ ngày kỷ niệm con cháu hợp về đây. Cúng là tượng trưng. Chứ có bao giờ ông bà mình mà chết rồi về ăn đâu. Bởi ông bà mình còn cái thần thức thì không thể nào thọ thực được. Cho nên đến Đức Phật cũng vậy. Có người cũng nhận định lầm rằng Đức Phật phải cúng hoa quả này kia. Không phải, chúng ta quá sai lầm rồi. Đức Phật đâu có dụng thực này đâu. Bởi vì Ngài đó mang thân tứ đại đâu mà ăn đồ của tứ đại à. Thì đó là quý vị chúng ta hiểu như là sắc đó. Rồi cái thứ hai là thọ. Thọ là cảm thọ. Như vậy thì cơ thể sắc chúng ta mà chúng ta khi cảm nhận cái gì, đụng cái gì biết không? Đụng nóng biết nóng, đụng lạnh biết lạnh. Chúng ta sẽ cảm nhận. Mắt chúng ta nhìn cái đó mình sẽ cảm nhận đó là đẹp, đó là xấu. Tai chúng ta khi nghe ai nói một câu nào ngọt dịu là chúng ta sẽ cảm nhận được. Dễ thương quá, thích anh rồi đó, chịu anh rồi đó. Mà khi nghe người ta chửi mình, người ta nói nặng lời với mình cũng cảm thọ được. Khó chịu, bức rứt, bực bội, vân vân. Hay hoặc là lưỡi chúng ta mà nếm cái món gì mà nó mặn mặn, nó lạt lạt, nó ngon ngon, nó nhớ hoài, thì lúc bây giờ tâm chúng ta sẽ cảm thọ biết cái món đó. Thì đó là thọ đó. Thọ. Rồi từ một cái trạng thái thọ đó, sắc thọ rồi, cái thứ ba là gì? Tưởng. Khi mà chúng ta thọ rồi, phải chi chúng ta đừng tưởng thì tốt biết mấy. Nhãn quá tràng không ảnh trầm hải thủy, nhãn vô di tích chí thị vô lu ảnh chi tâm. Mà ông Lê Phụ Tôn ông hỏi Hương Hải Thiền Sư, Hương Hải Thiền Sư trả lời như vậy. Cái đây là trường hợp ông Hương Hải Thiền Sư ông trả lời là có cảm mà không có thọ. Mà nếu không có thọ thì làm gì có hành, mà không có hành thì làm gì có thức. Mà nếu cái này không có làm gì mà trở lại luân hồi. Tức nghĩa là con nhãn nó bay ngang cái bóng nước, thấy cái bóng nước nó ở dưới nước, thì đây là cái trạng thái cảm thọ. Khi con nhãn nó bay rồi thì mất tiêu con nhãn, thì đây là không có tưởng. Còn tôi và quý vị mà khi con nhãn nó bay qua rồi, chúng ta nhớ ngày nhớ đêm, cái món đó ăn ngon quá nhớ hoài, phải ước gì có món đó ăn nữa, phải không quý vị? Thì như vậy thì chữ tưởng này là gì? Nó giống như cái camera tâm, nó quay lại. Cái camera tâm nó quay lại. Trong mỗi đồng đạo chúng ta có một cái camera, phải nói là siêu camera. Camera mà cỡ đồng đạo Hồ Tấn Đực của ban sự An Bình A, mà theo tôi mười mấy năm nay quay phim nó không bằng cái camera tâm. Ông này quay phim mà lỡ như là hết pin hay hoặc là trục trặc gì đó gián đoạn, nhưng mà đặc biệt cái camera tâm chúng ta nó quay hoài, quay ngày ngày đêm đêm, nó quay phải nói rõ là không ngừng nghỉ, phải nói gọn vậy đó. Thì đây là trường hợp gọi là tưởng. Phải chứ, nó đừng có quay lại, đừng có lưu lại. Nói chung nó lưu lại rất là nhiều. Giả sử chúng ta nhìn một cái sắc đẹp, phải chi sắc đẹp đi rồi chúng ta đừng tưởng nhớ, thì chắc không có luân hồi, không có tạo nghiệp. Đằng này sắc đẹp nó đi rồi, lòng chúng ta miên man, dạ chúng ta sinh tà. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên chính vì lý do đó mà chúng ta mới khổ. Nhưng mà tưởng nó còn đỡ. Bởi vì nếu như cái camera tâm này nó quay mà nó không phát ra thì không sao, nó quay nó giữ được cũng được đi đỡ. Đằng này ngoài cái việc thọ cả nhà, ngoài cái việc tưởng ra thì cái thứ tư là hành. Hành là cái trạng thái nó phát ra. Radio tâm, camera tâm lúc bây giờ nó phát ra. Nó phát ra. Nó phát ra cái gặp ngày qua, nó phát ra cái gặp ngày kia, nó phát cái gặp ngày kia. Nó phát ra cái ngon lành, nó phát ra cái đẹp đẽ, nó phát ra cái sung sướng, nó phát hoài vậy đó. Cho nên tôi cũng nói vui vui với đồng đạo nhìn cho kỹ nha. Chúng ta cứ nghĩ là cái thân này mới hành. Bữa nay tôi đi làm công ty,
tôi làm cái nghề sửa xe, tôi làm cái nghề này nghề kia thì tôi cứ nghĩ rằng như vậy đó mới gọi là hành. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái tâm mình nó còn làm hơn cả cái thân mình. Cái tâm mình nó làm không nghĩ, đồng đạo à. Bây giờ đồng đạo tự nghiệm lại hồi sáng giờ, đồng đạo thấy nhiều khi cái thân mình nằm ngủ trưa phải không? Cái thân nằm giống đưa cọt kẹt có làm gì đâu mà cái tâm có ngủ không? Nếu mà chúng ta chưa đi vào giấc ngủ rồi, cái tâm chúng ta nó nghĩ đủ thứ rồi. Nào nó nghĩ làm này, nghĩ làm cái kia, nghĩ làm cái nọ, nó nghĩ xuyên suốt kìa. Vì vậy cho nên cái tâm chúng ta nó làm hơn cái thân, làm gấp ngàn lần cái thân. Cái thân chúng ta còn nghĩ ăn cơm, cái thân chúng ta còn mệt quá nằm nghỉ một chút, nhưng mà cái tâm có mệt đâu. Cho nên nó làm ngày này sang ngày nọ, tháng này sang tháng nọ, kiếp này sang kiếp kia, rồi đưa chúng ta đi từ kiếp này sang kiếp khác. Đó là hành. Vì vậy cho nên cái từ hành này không phải là việc làm bên ngoài, mà từ hành này là cái camera tâm chúng ta nó phát đi phát lại, nó phát những cái nó thu nhận đó. Rồi từ đó mới sanh thức. Thức là gì? Ý thức, nhận thức. Ta nói ông đó có nhận thức, người đó ý thức. Vậy thì nhận thức và ý thức tức là nó sẽ là một cái định hướng, nó làm cho chúng ta luân hồi trở lại. Bởi vì thí dụ bây giờ tôi thí dụ đi, ngày xưa ông Trụ Dương ông gặp nữ cái sắc đẹp của nàng nữ hoa, thì đây đầu tiên thì lúc bây giờ ông đến đó ông nhìn là ông cảm liền. Phải chỉ ông cảm ông quên chỉ ông cảm xong cái ông lưu hình ảnh đẹp của bà nữ hoa nương nương đó vào ở trong lòng của ông. Rồi khi mà ông cảm cái sắc đẹp này rồi, ông về nhà ông mới nằm đêm tương tư thương nhớ, thì đó là cái trạng thái hành, nó phát ra cái hình ảnh đẹp hồi nãy đó. Vì vậy cho nên ông bắt đầu nó từ ở chỗ nó phát ra hoài này, ông có ý thức. Ý thức là gì? Phải tìm người đẹp. Cho nên lúc bây giờ gặp đắc kỷ thì trúng rồi. Do vậy cho nên ý thức ông bây giờ là mới say mê tủ sắc. Bởi vì ông đắm chìm tủ sắc cho nên ý thức ông là say mê tủ sắc rồi, để cuối cùng phải mất cái cơ đồ rồi còn bị lửa thiêu. Thì đó là cái trạng thái của ngũ quẩn là vậy trong đầu. Cho nên tôi mong rằng ý thức con người chúng ta, chúng ta phải làm sao mình phải chuyển qua ý thức. Thì nếu như chúng ta chuyển cái thức này từ một cái thức đắm nhiễm, từ một thức say mê mà chúng ta chuyển hóa thành một cái thức phải nói rõ là Phật pháp, cái thức tỉnh thức, thì tốt biết bao nhiêu ha. Thì đó là chúng tôi cũng khái nát về ngũ quẩn á. Cho nên trình bày cũng nhiều nơi nhưng ít có điều kiện để nói về ngũ quẩn lắm. Do vậy thì mình cũng phải hiểu như vậy, chứ để không thôi mình nói ngũ quẩn cái khái niệm này chúng ta không có hiểu rõ rồi đôi khi mình nó lệch lạc thì đó là ngũ quẩn. Vậy thì Đức Thầy dạy chúng ta phá phần đó ra, đừng có để năm món này nó hợp lại gọi là phá. Bởi vì sở dĩ có cái thân người là do sắc thọ tưởng hành thức, mà giờ này chúng ta đừng để có thân người, chúng ta phá nó ra. Giống như là Hương Hải Thiền Sư nãy là ông là cái người đã phá đó. Ông chỉ cho sắc cảm thọ thôi, không cho tưởng hành thức, thì không sẽ cấu tạo con người, chúng ta phá ra. Như vậy thì nhiều khi trong con đời tu của mình không biết đâu quý vị. Nếu mà đồng đạo nào mà có một cái trình độ cao siêu về Phật pháp, đồng đạo tách ra, tách giữa thân và tâm ra, đừng có để hai thằng này nó dính với nhau. Chúng ta có cách tách nó ra đó. Thí dụ bây giờ cái thân này nóng, cái thân này lạnh, cái thân này đói, cái thân này đau, kệ nó đi. Cái thân đau phải là cái tâm đau. Cái thân đói phải cái tâm đói. Cái thân lạnh phải cái tâm lạnh. Chúng ta tách nó ra. Chúng ta đang ăn chay ăn mặn vậy rồi nó đòi chúng ta ăn mặn, thì tách nó ra. Kệ mày đi, mày đau ốm, mày ốm yếu, kệ mày, tách nó ra. Nếu mà tách được giữa thân và tâm thì chúng ta đắc đạo trong nay mai. Không phải đơn giản. Đó là chúng ta chỉ bàn ở trên lý thuyết thôi. Đây là một cái phương pháp tu mà của các vị tổ mà làm được. Cho nên quý vị biết tại sao mà các vị tổ biết trước được cái ngày bỏ xác. Các cái vị tu cao biết được ngày bỏ xác thì dễ thôi. Bởi vì các ngài là cái người làm chủ được, gọi là làm chủ được cái sanh tử đó. Mà nói nôm na với một cái phương ngữ là gọi làm chủ cuộc chơi đó. Người ta sẽ quyết định cuộc chơi đó, chơi tiếp hoặc là dừng, hoặc thất, hoặc thành, hoặc bại. Người ta sẽ làm chủ được cái cuộc chơi đó. Đó là những cái phương ngữ bình thường. Còn hôm nay người tu chúng ta cũng vậy. Cái quan trọng mình phải biết làm chủ, làm chủ bản thân mình, làm chủ linh hồn mình. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ, lấy tâm thần làm chủ mấy màu. Chúng ta phải lấy một cái sự diệu dụng mà một lát chúng tôi trình bày để làm chủ thân mình, đừng để nó dắt dịu mình, tách nó ra. Cho nên ngày xưa các vị tổ chính vì làm chủ được, cho nên ngài tách ra. Mày sống thì cho mày thở, mà muốn cho mày chết nghỉ thở thì chết, đơn giản.
gọi là sống trên cái định nghiệp á. Đối với các vị này định nghiệp không có còn gì cả. Bởi lúc bây giờ kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp, các ngài đã có được trí tuệ, các ngài không còn định nghiệp, làm chủ sanh tử luân hồi. Muốn cho mày sống, sống, cho mày chết, đơn giản. Báo cho các đệ tử biết là 12 giờ trưa nay thầy tịch á, thì đơn giản thôi, tới 12 giờ nghỉ thở rồi chết, đơn giản có gì đâu. Người ta tu cao người ta làm gì được, còn tu giảm gì đâu có được vậy. Ha, thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét để chúng ta có một cái cách nhìn trong vấn đề phá ngũ uẩn. Như vậy thì những cái chúng ta nói bây giờ là chúng ta nói về cái lý sâu, về lý thuyết. Tuy nhiên thì hôm nay thực hiện là Đức Thầy thì chúng ta là không nổi vấn đề đó rồi. Vì vậy Đức Thầy mới gia giảm, Đức Thầy mới gia giảm lại cho tất cả đồng đạo chúng ta có khả năng thực hiện. Cho nên Thầy mới dạy là rất lần tha mái. Chứ bây giờ mà tách rời giữa cái thân và cái tâm này ra không phải là đơn giản. Phá tan từng cái nhóm một trong sắc thọ tưởng hành thức không phải là đơn giản đâu. Cho nên Đức Thầy mới gia giảm. Đức Thầy muốn cho chúng ta dễ tu, dễ đắc. Vì vậy Đức Thầy mới dạy cho tất cả chúng ta là phải rất lần tha mái, kính thưa đồng đạo. Rất lần à, rất cái một phải là dễ đâu. Như vậy thì chữ tham ở đây còn gọi là ham muốn. Chữ ái là yêu thích. Nói mà chữ tham thôi chúng ta thấy chết lên chết xuống rồi cái gì vậy? Ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường đụng cò bay thẳng kiến. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt thấy lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, dầu số tốt cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mặt dính dao. Trẻ tham ăn cây miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bỏi bạc bắt tài. Đâu làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Đức Thầy diễn tả quá đáo để, quá rõ ràng, quá tỉ mỉ từng ý một, để chúng ta nhận diện được lòng tham. Khi nghe lời Thầy dạy như vậy thì mình thấy không có còn bàn nữa. Kính thưa đồng đạo, mà ngoài lòng tham ra Đức Thầy còn viết thêm chữ ái. Chữ ái là yêu, yêu thích, yêu mến. Chữ ái là cái nguồn gốc của tham. Hai từ này nếu nói về văn chương thì chữ ái là nguồn gốc. Có yêu thương, có triều mến thì lúc đó bây giờ mới là chặt chịa, mới giữ gìn, mới sợ mất, mới sanh cái lòng tham. Mình muốn cái của đó thuộc về quyền sở hữu riêng của mình thì nó không hết. Như vậy thì đặc biệt cái từ ái ở đây Đức Thầy cho biết rằng bể ái hà gươm linh quyết dứt. Vậy thì chữ ái ở đây nói cái lòng yêu con người nó động như trong như sông như biển vậy. Ái hà thiên xích lãm, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi lộ, cấp tạo niệm di đà, mà các vị tổ đã dạy rất rõ rồi. Vậy thì các vị tổ biết cái lòng ái của con người, ái dục con người đó, nó dài ngàn dặm, nó dài như sông ngàn dặm vậy đó. Cho nên hôm nay muốn thoát khổ, nó cũng như ngàn lượng sóng ba đào vậy đó. Con sông dài rồi thêm sóng ba đào nữa. Bởi vì nó tùy theo, bởi vì nó có thể nhận chìm tất cả chúng ta, nhận chìm cái người đời, không nói làm chi. Vua cũng bị nó nhận chìm. Nhận chìm ông vua không nói làm chi, mà cái người tu cũng bị nó nhận chìm. Hạng nào cũng chết chứ nó hết trơn. Cho nên các vị tổ mới cho biết rằng nó là ngàn lượng sóng ba đào. Vì vậy cho nên hôm nay muốn thoát khỏi nó thì có một cách duy nhất, đó là phải cấp tạo niệm Di Đà. Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật trì tâm bất diễn thì tốt, chúng ta quả mai thoát được nó. Còn nếu hôm nay đồng đạo, tôi đồng đạo mà chúng ta không niệm Phật thì chúng ta niệm cái gì? Thì chúng ta niệm gọi là vọng niệm chúng sanh. Mà vọng niệm chúng sanh là gốc của ái. Vì vậy cho nên nếu như mà chúng ta không còn cái vọng niệm chúng sanh thì dứt được ái. Như vậy thì qua đó đây Đức Thầy dạy là rất lần tham ái. Khi mà chúng ta nhận diện được cái lòng tham rồi đó, thì bây giờ mình rứt sao đây? Rứt sao đây? Từ từ à. Mà Đức Thầy dạy rất rõ, tức là Ngài cho biết rằng đó, thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo vun trồng cõi phúc về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí việc lòng ích kỷ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, giật ở trần như bọt nước làng mây. Thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Đây là một đoạn giảng trong phiên thiện mà Thầy dạy chúng ta rứt cái lòng tham ái. Vậy thì yếu tố đầu tiên muốn dứt được cái lòng tham ái thì đồng đạo chúng ta bớt ham muốn một chút. Cho nên đó Thầy dạy là lần đó, lần hồi đó, việc tu hành nghe thẳng lần hồi, từ từ bớt một chút.
Hồi đó chúng ta tham dữ lắm, nhưng mà khi một cái thời gian trải nghiệm trong thực tế thì mình cảm nhận được tham nhiều chừng nào nó khổ chừng đó. Tham danh, tham lợi, tham tài, tham quyền, tham thế, những sự ấy đó xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tuồn giặc giả. Ngày giờ nào loài người diệt được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt được phần lớn của sự khổ. Đức Thầy dạy quá rõ ràng đó. Cho nên quý vị ơi, nghe lời Đức Thầy dạy, tôi và quý vị chúng ta nghiệm coi phải không. Chúng ta tham một món là chúng ta khổ thêm một món. Khi mà chúng ta tham được món đó đến với mình thì mình mừng. Nhưng mà tới khi mừng xong là chúng ta lo giữ gìn, sợ là gian phi trộm cướp đình mò, chúng ta sợ cái này sợ cái khác, cứ vậy cứ sợ hoài. Cho nên cái quan trọng nhà tu của mình thì chúng ta bớt ham muốn chừng nào thì bớt đau khổ chừng đó. Chúng ta phải giảm bớt. Cho nên Đức Thầy mới dạy là thà nghèo thánh hơn giàu mà trước. Như vậy thì chúng ta phải nói rõ là gần như là mình phải có một cái gì đó trong đời tu của mình. Chúng ta phải an phận, gọi là an phận thủ thừa. Chúng ta an phận cái gì? An phận thủ thừa. Còn nếu như giờ này chúng ta không an phận mà mình còn đòi cái này đòi cái kia nữa thì xin thưa rằng không kịp. Cuộc đời ngoài kia đang biến động, giặc giả, chiến tranh, dịch bệnh, không biết sống được tới ngày mai ngày mốt không, ở đó mà tham phải không quý vị? Giờ này còn gì nữa mà chúng ta còn hẹn lần hẹn lửa, giờ này còn gì nữa mà chúng ta luyến tiếc cõi đời này? Gần như là phải nói rõ là ơn trên đã đưa ra quá nhiều cái hiện trạng lạ thường trong vòng 2-3 năm nay. Có thể chúng ta nói chính xác là từ năm 2019 đến giờ chúng ta thấy cuộc sống nó khác. Những đồng đạo nào tin mất để ý, nhất là những vị cao tuổi ngồi trước mặt chúng tôi, những vị có công năng hành đạo gì để ý giùm tôi. 3 năm trở lại đây thì phải nói rõ là cái thời thế càng ngày nó mòn lần, càng ngày nó có một cái sự chuyển hóa, càng ngày có một cái sự thay đổi. Giờ này chúng ta đừng nên đầu tư vào danh lợi tình nữa, mà chúng ta nên đầu tư vào công đức. Bởi danh lợi tình rồi mai mốt chúng ta bỏ lại hết. Nhà lầu xe hơi, lầu đài cao cửa rộng, nó chỉ là phương tiện nhất thời thôi, chứ chúng ta đừng vì nó dẫn dắt chúng ta đi. Nó chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta một phần nào đó thôi trong cuộc đời chúng ta thôi. Yếu tố quan trọng để quyết định cuộc đời chúng ta đó là tu. Chúng ta phải vậy, chúng ta phải nhận định chỉ có tu mới sống còn trong thời buổi này, chỉ có tu mới đến chỗ quả vị giải thoát thôi. Cho nên tu cho nó đơn giản, đồng đạo bây giờ ham cái này ham cái kia ha. Rồi đồng đạo trước đây mà lỡ bị nhiễm corona, rồi là Covid-19, chúng ta còn ham không? Tôi tin chắc rằng trong hội trường này có người đã nhiễm rồi. Thì đồng đạo đã cảm nhận được cái sự đau khổ. Mà nhiễm rồi mà hết bệnh là mừng. Mừng rồi để lại cái hậu Covid cũng đau khổ lắm. Cách ly ở chỗ nhẹ sang chỗ nặng, vô bệnh viện cấp độ 1, cấp độ 3, cấp độ 5. Cuối cùng rồi thì vài bữa vậy, thấy hũ tro gửi về tên của Phan Chí Tâm. Rồi sao đây? Quý vị có nghĩ điều này không? Ở đó mà còn ham danh, ham lợi, ham giành, ham giật thế này thế khác, nhưng mà cuối cùng rồi thì chúng ta cũng đâu có đem được gì theo đâu. Đức Thầy đã dạy rồi, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem đài hầu non cái thứ đồng đạo. Vì vậy cho nên khi chúng ta cảm nhận được điều đó, cho nên cái thứ hai nữa Thầy dạy là chúng ta phải bố thí. Để mai mốt chết hết rồi tiền này xài đâu có được, chi bằng giờ này chúng ta có dư. Ngoài cái việc chúng ta lo cuộc sống sinh nhai là phương tiện, thì tôi mong rằng quý vị cũng phải tận dụng cái cơ hội này để chúng ta làm phước, cho để mai mốt là tới công chuyện làm phước được không? Tôi nói nôm na bây giờ, giả sử như tôi nè, trong nhà tôi có 10 tỷ tôi gửi ngân hàng, mà lỡ tôi bị nhiễm bệnh Covid rồi tôi vô bệnh viện tôi nằm này, rồi tôi bỏ xác luôn trong đó, rồi tôi thành hũ tro, rồi 10 tỷ này tôi làm được gì không? Bà thầy mới cho biết là gẫm kim tiền bòi bạc bắt tài, đâu làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiện đưa một bước. Nói thiệt quý vị nha, bè bạn chơi với nhau, anh em chơi với nhau, nói sao mày phản bội tao này kia, nhưng mà thật chắc ra cái người mà bội bạc lớn nhất chính là đồng tiền. Nó bội bạc dữ lắm quý vị ơi, nay ở túi mình ngày mai ở túi người khác, nó bội bạc chúng ta ghê gớm lắm. Vì đồng tiền mà chúng ta mặc tắc
mài tối. Vì đồng tiền mà chúng ta bội nghĩa anh em, vì đồng tiền chúng ta quên đi tình mẫu tử. Vì nó mà chúng ta bán thân mẹo dậu, làm hết mọi điều xấu ác để được có nó. Ta có nó xong rồi tưởng đâu gì, nó ngoảnh mặt nó bỏ chúng ta ra đi một cách hết sức là đau khổ. Cho nên đồng tiền nó là kẻ phản bội lớn nhất trong cuộc đời chúng ta, kính thưa đồng đạo. Do đó cho nên chúng ta muốn nó không có phản bội, muốn nó trở lại với mình, thì một yếu tố cần thiết là chúng ta phải chuyển nó vào ngân hàng công đức. Trừ khi chúng ta chuyển nó vào ngân hàng công đức, ngân hàng Tây Phương, thì đồng tiền lúc bây giờ nó không có phản bội chúng ta được. Còn nếu mà chúng ta còn cầm cái tờ giấy bạc 500.000 đồng, vơ vơ tôi có 500.000 đồng, thì xin thưa quý vị, chưa xài hết 3 ngày nữa thì nó hết mất tiêu rồi. Tiền bây giờ đâu có giá trị bao nhiêu, ra chợ mua cái này cái nọ 500.000 cũng được mấy món đồ quý vị. Mua xong rồi cũng cung phụng cho cái thân giả này. Mua xong rồi ai thử coi, tưởng đâu làm gì cũng cung phụng thân giả này. Cái thân tanh hôi mũi rùi đón rước nè, cái thân phải nói là hôi thối nè, cái thân bội bạc nè. Bây giờ để nói thêm nữa, đồng tiền là cái người bội bạc thứ nhất, cái thân chúng ta là cái người bội bạc thứ hai. Phải nói gọn vậy đó. Cho nên thôi, cái hiểu vậy rồi thì chúng ta chuyển quá ta bố thí. Rồi cái thứ ba nữa đây, chúng tôi muốn nói đây mà Đức Thầy theo lời dạy Đức Thầy. Ngoài chúng ta hiểu cuộc đời là giả tạm, ngoài chúng ta sống an phận, rồi chúng ta bố thí, thì cái thứ ba nữa là chúng ta phải nghĩ được cái cuộc đời là không thật. Cho nên Thầy dạy là tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ đó. Giặt ở trần như bọt nước làng mấy, đó là cái gì đâu. Cho nên chúng ta phải nghĩ được điều đó, mình mới bỏ bớt lòng tham. Tôi thấy anh đó chạy chiếc xe đẹp quá, ước gì có được nó. Ha, lúc đầu ước cái nhớ chật, ủa chiếc xe này nó là cái gì ta, nó là cái gì đâu, rồi cái xe này là giúp cho mình được cái gì đâu, rồi cái xe này mình giữ hoài đâu không, nó sẽ theo cái công lệ tự nhiên, bởi vì trên dương thế hồn tác hoại. Chúng ta nghĩ một lát rồi thôi, nghĩ ham luôn, thôi giờ tu là chắc nhất quý vị à, nó không hết. Thì đó là chúng tôi cũng khái nét, chúng ta rước lần tha mái tha Đức Thầy. Rồi đến câu thứ hai đó, Thầy dạy là cõi sân si cũng phải tảo trừ. Cõi là gốc à, là nguồn cõi, là gốc rễ. Như vậy thì nếu nói cái cõi đây là phải bao gồm luôn tham chứ, ý nghiệp. Tham lam sân nộ mê si, chứ sân là sân nộ, chứ mê là mê si. Mà tại sao Đức Thầy tách ra cái cõi nó có sân và si, còn chữ tham chưa phải là, chưa chắc là cái cõi. Đức Thầy dùng từ siêu lắm đồng đạo à. Như vậy thì cái chữ tham này nè, Đức Thầy vẫn cho phép chúng ta tham. Dầu rằng Thầy cấm chúng ta tham, Thầy cấm chúng ta tham cái gì, Thầy cho phép chúng ta tham cái gì. Cho nên nó chưa phải là cõi. Cái gốc là si mới là cái gốc, sân mới là gốc, còn tham chưa phải. Như vậy thì khi mà đồng đạo chúng ta tham danh, tham lợi, tham tài, tham quyền, tham thế, những cái tham này Thầy cấm. Rồi giờ này tôi không tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham quyền, tham thế. Nói gọn danh lợi tình đi, tôi không tham danh lợi tình, mà hôm nay tôi tham tu. Tôi ham tu, tôi tham làm cái này ít có công đức, làm cái kia công đức nhiều hơn, ngồi vị trí cao hơn, thì đương nhiên này làm được chứ, Đức Thầy cho phép à. Lòng dục tu thì phải thiệt hạnh, Thầy cho chúng ta tham chứ. Mà ở đây không phải là tham của tạm, mà chúng ta phải nói rõ là tham tò sen. Tôi ham quá đồng đạo ơi, hỏi ham gì, tôi ham được ngồi tò sen quá. Vậy là ông tham rồi, mà tham này xài được. Ha, cho nên chúng ta chuyển quá, nên Thầy mới dạy rất lần đó. Vậy thì từ một cái trạng thái mà chúng ta tham cái giả, từ cái trạng thái mà chúng ta mê si, mình không nhận định, thì ở đây chúng ta cũng tham nữa, mà chúng ta tham cái thiệt, tham tu. Chàng ơi, tôi thấy chị ăn trai trường, tôi ham quá. Tôi mơ ước gì mình được ăn trai trường. Tôi ăn trai tháng 4 ngày, thì cái chị nghe, ông nhà tôi cũng khó ăn trai trường, không có được, ông la. Còn phải nấu đồ ăn giống nữa. Thì những đồng đạo đó đang tham đó, tham ăn trai trường, tham tu. Chàng ơi, chị ơi, thấy chị làm từ thiện, nghe tôi ham, sức ham chị. Mà ngặt gia đình của tôi mà làm lũng tối ngày, ở đâu có không đâu mà làm với chị. Ước gì mà tôi ở không, tôi ham làm với chị lắm. Phải tham không? Tham. Mà cái đây là tham chính đáng, tham vấn đề này chúng ta nên tham. Thì tôi đưa ra thí dụ đó để chúng ta giải quyết ở chỗ tại sao Thầy dùng cái từ là cõi sân si. Cái gốc
Sân và si là cái gốc. Tại sao gọi là cái gốc? Bởi vì nếu nói về định nghiệp, đây là nguyên nhân chính. Nó là ông chủ để khiến cho cái thằng đệ tử của ông chủ này tạo tác thân nghiệp. Cái miệng chúng ta nói không đúng sanh nghiệp, cái thân chúng ta làm không đúng sanh nghiệp. Cái thân làm, cái miệng làm, hay là ông chủ bên trong ông suối cái thân làm, ông suối cái miệng nói. Vậy thì chúng ta mới chi tiết ra ông chủ ở bên trong, tức là ông ý, cái ông mê si đó, cái ông nóng tánh đó, hai ông này suối nè. Mày đánh nó cho tao, nó làm tao tức quá mày ơi, thì lúc bây giờ đánh liền phải không có gì, rồi từ đó tạo nghiệp. Nếu mà không có hai ông này mà phụ vào thì không bao giờ có tay chúng ta đánh người đâu, đúng không? Phải nói gọn vậy à. Mày chửi nó cho tao mày ơi, mà hôm qua nó làm tao buồn bực đó, thì cái ông si này với ông sân này, hai ông kết hợp lại một ông là đủ chết rồi. Đằng này hai ông kết hợp lại thì biết bao nhiêu cái hành động, biết bao nhiêu cái việc xấu ác để rồi gây nghiệp. Vì vậy Đức Phật mới dạy là khẩu dục. Do đâu? Do duyên ý dục. Mà thân hành cũng do duyên ý dục. Vì vậy cho nên đây là cõi gốc. Như vậy thì nếu như một đồng đạo nào tu hành đó quý vị, mà đạo hạnh cao thấp vậy ợt hả, chúng ta đừng có nghe ông đó ông nổ. Ông nói chàng ơi tôi ăn chay mấy chục năm rồi đó, chú biết không? Giống tôi gặp cái gì tôi nói chàng ơi anh Minh ơi, anh Minh tôi tu dữ lắm anh Minh, tôi nói chung là thông suốt hết trơn anh Minh. Mình nói gì hả Chí Tâm, tu gì là quá cao rồi. Nhưng mà anh Minh mà chịch một câu nói tôi giận anh Minh 3 ngày còn giận đó. Vậy có cao gì đâu, phải không quý vị? Như vậy thì một con người đến với mình, mình chỉ cần nhìn người này, cái người này không có còn nóng giận, người này không còn mê tín dị đoan, người này không còn tâm tối, thì đây mới là cái người tu cao. Như vậy thì muốn nói ở chỗ này, đi đến góc độ quan trọng nhất đó, thì mỗi đồng đạo chúng ta ứng xử gọi là ngộ cảnh mới thấy tánh. Còn bây giờ chưa gặp hoàn cảnh, chưa gì hết trơn thì đâu có thấy gì đâu. Lúc ngồi trong nhà thấy mình ngon lành, tỉnh tọa, hiền lành lắm. Mà khi chúng ta bước ra đường vào chợ rồi, có đụng cái cảnh rồi, lúc bây giờ đó có gian nan thử là thử sức đó. Vàng đó, mà khi nó chưa gặp lửa nó có chảy, thấy không? Nó đẹp lắm á, nhưng khi gặp lửa rồi lúc đó vàng mới chảy quý vị. Lúc bình thường thì ngon lành lắm á, mà khi mà gian nan rồi biết ông đó mạnh yếu à, biết liền quý vị. Thì đây là cái quan trọng. Cho nên Đức Thầy mới nói cõi là chỗ này, sân si. Như vậy thì chúng ta muốn trình bày, muốn diệt cái thân ngũ quẩn này, thì ngoài cái diệt tham hồi nãy mình trình bày, thì cái thứ hai này bắt đầu chúng ta diệt cái tánh sân. Khó nghe đồng đạo. Thật ra chúng tôi cũng trình bày rất là nhiều cái phương diện mà phải nói rõ là để trừ sân, thì phải nói rõ là khó đó. Thấy vậy đó, chứ trong đạo chúng ta diệt cho phương đề này hoài vậy. Nói đạo ngon lành dữ lắm, cúng lại niệm Phật ngon lành dữ lắm đó, mà nhiều khi rồi đụng một cái nhảy rô rô tánh như Trương Phi vậy đó. Mà tánh như Trương Phi còn đỡ nghe, mà cái thứ mà ngầm lầm lì lì, không ăn không nói mà giận hờn 5-10 ngày đó, cái đó còn nguy hiểm nữa. Cho nên Đức Phật mới phân ra là sân phẫn hận hờn, bốn cái đặc tính của sân. Cái tánh của Trương Phi như vậy đó, người ta bộc bạch lắm mà ghét là nói liền, không thương là nói liền, là tánh này được. Đây là gọi là lửa rơm, lửa rơm. Nó cháy rồi chút xíu nó tàn à, tôi giận anh quá tôi nói rồi hả, giận chút xíu anh em một sớt à, tánh này còn xài được, Phật còn xài được, phải không có gì. Nó gọi là sân. Rồi cái thứ hai nữa là hận, cái thứ hai nữa là phẫn. Phẫn ở đây Đức Phật ví như lửa củi vậy đó. Lửa này nó chậm cháy hơn lửa rơm hồi nãy, nhưng mà nó khi nó bốc quả rồi đó thì nó lâu tàn hơn, sức nóng nó cũng ghê hơn. Tức là ông này nói ở đích không giận đâu, mà nói một lát là chạm từ gái ông mới giận. Ông giận rồi chắc thể một ngày ông mới hết giận, cái này cũng còn được được. Rồi cái thứ ba là hận. Lửa này lửa than, quý cô biết rồi, muốn nhúm thành cái than nó cháy không phải là dễ. Cho nên lửa này mà ai chọc giận chưa giận đâu, nói vài câu chưa giận đâu, nói nhiều câu cũng chưa giận, mà coi chừng mà chọc giận ngày này sang ngày nọ chọc giận chịu không nổi là tao nó phát quả. Mà nó phát quả nó cháy lửa không cao, thấp thấp đà đà không thấy gì trơn á, nói không nghe trả lời, để trong bụng lầm lì lì đó, giận 3-4 ngày vẫn còn giận. Thì giận này hơi khó, gọi là hận. Cho nên cái từ hận này chúng ta nghe mình biết rồi, tôi hận người đó đó 10 năm hận có đời đó,
sao mà chúng ta hận dữ vậy? Thì cái đó là phiền não, là mê si, là tâm tối rồi. Nhưng mà đến cái đợt tánh thứ tư đó, gọi là lửa tro, lửa này không có quả, lửa này chúng ta không thấy, bởi vì nó tiềm ẩn trong một đống tro. Đống tro chúng ta khi nó nguội rồi đó, mà chúng ta không khéo đút tay vào đó, chúng ta vẫn bị phỏng tay. Lửa này thật ra nó thật quý vị chứ, chúng ta khó lắm, khó hành trì lắm, khó tránh khỏi lắm. Nhiều khi chúng ta không phát quả, nhưng mà trong lòng chúng ta không được vui. Rồi cái về nhà mình than vợ con mình: má mày á, sao tao buồn ông Tâm quá, hôm qua ông nói mấy câu tao nhớ tao buồn quá. Thì đó đó, cái này gọi là hờn. Cái này là phải nói rõ là không được để trong bụng. Khi mà nói bỏ là phải bỏ giùm tôi. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, giả điếc xong rồi điếc thiệt luôn. Chứ giả điếc xong rồi về nói với con nó: thiệt mẹ, tao ghét chú hai mày dữ lắm, tao tu đó, cho nên chú hai mày nói tao chửi tao nhịn đó, cho tao bức rứt lắm. Vậy có nhịn đâu có gì, vậy cũng vẫn còn nóng. Đó là lửa, gọi là lửa, là phải nói rõ là lửa tro, lửa tro. Như vậy thì bốn cái món này ở trong cái tánh sân hận, thì tôi tin chắc rằng đồng đạo chúng ta phải nhận diện được nó. Cho nên nếu như mà chúng ta còn lưu giữ nó thì xin thưa là không được. Một ngày nào đó nó bốc quả à. Nên Đức Thầy mới dạy chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm để tâm cho tắt nè. Hoặc là mã quả diệm mãn chờ cái quạt phép. Chính vì lý do đó cho nên hôm nay chúng ta muốn tắt quả diệm sơn để tâm của mình. Đức Thầy dùng sự đạt lý Đức Thầy chỉ cái tâm chúng ta là quả diệm sơn. Thì đồng đạo xem tay du đồng đạo biết rồi. Lửa này cháy ghê lắm, cháy ngày cháy đêm cháy không tắt à. Lửa nào tắt cái lửa quả diệm sơn không tắt à, quý vị, không phải đơn giản đâu. Cho nên muốn phá, muốn tắt lửa này phải có cây quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa, vợ của Ngu Mai Dương, tức là Thanh Anh La Sát. Quạt phép mới được đó, mới phá được đó. Cho nên hôm nay chúng ta muốn dẹp được cây quả diệm sơn nơi lòng mình không phải là dễ. Như vậy thì ngày xưa thầy trò Đường Tăng muốn thông đường về Tây Phương phải nhờ vào Thánh Anh La Sát. Đến đó Tôn Ngộ Không mượn cái quạt thiệt mà quạt tắt cái quả diệm sơn. Mượn cái quạt giả là quạt không tắt nghe đồng đạo. Mượn cái quạt giả mà chúng ta quạt nó càng quạt nó càng cháy, phải quạt thiệt mới được. Hôm nay chấp nhận nhịn, chấp nhận là phải buông là buông hết, chứ không phải mà còn liên tiếp về chúng ta còn giận, còn hờn, còn gì đó thì xin thưa là không được ha. Như vậy thì đó là sự thôi. Đức Thầy dụng sự đặc lý. Vậy thì hôm nay trong người tu chúng ta thì mình làm sao phải quân tập được ba cái tánh mà Đức Thầy dạy là ta thường nên tập tánh khoan dung. Cái yếu tố đầu tiên mỗi đồng đạo chúng ta phải khoan dung. Chúng ta phải nhân từ, phải khoan dung, phải tha thứ, phải rộng lượng. Cái quan trọng là chúng ta rộng lượng quý vị. Chúng ta phải rộng lượng. Thì từ ở chỗ rộng lượng này mình mở rộng cái dung lượng tâm chúng ta càng ngày càng rộng lớn. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có một cái cơ may để chúng ta diệt trừ đi cái lòng sân hận của mình. Mình phải có rộng lượng, khoan dung. Rồi ngoài cái khoan dung đó, thầy cho biết rằng đó, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận khỏi mất lòng tất cả mọi người. Cái tiêu thứ hai để tiêu trừ cái quả diệm sơn này thì quý vị chúng ta phải nhẫn nhịn. Chúng ta chữ nhẫn là gì? Chữ nhẫn là chúng ta phải chịu đựng, phải chịu đựng. Chữ nhịn là chúng ta phải chấp nhận cái sự nhục nhã. Nhẫn nhịn gọi là nhẫn nhục đó, nhịn và nhục nó giống nhau. Vậy thì hôm nay nhẫn là phải chịu nhục, mà nếu chúng ta không chịu nhục còn tự tôn tự ti đó thì chưa phải là nhẫn. Chữ nhẫn là phải chịu đựng, chữ nhịn là nhục. Vì vậy cho nên cái người nhẫn nhịn là phải nhục. Đôi khi mà chúng ta họ làm nhục mình giữa chợ, giống như hàng tính mà lòn chôn giữa chợ, chúng ta cũng phải lòn chôn giữa chợ. Bởi vì thật chất ra mình suy nghĩ cho cùng thì cũng tại vì cái bản ngã. Vì cái bản ngã cho nên chúng ta mới sân, vì cái bản ngã cho nên chúng ta mới không nhẫn được. Vì vậy cho nên hôm nay chỉ cần dẹp cái bản ngã đó, tức là chúng ta phải thực hiện lời Đức Thầy dạy là hãy bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gẫm cuộc đời cái bóng theo hình. Tu hành đâu kể nhục dinh, ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời. Thì có được như vậy thì chúng ta mới mong thoát được các yếu tố về nhẫn nhịn này. Chúng tôi đây chỉ giới thiệu thôi, chứ không có thời gian dài để chúng ta trình bày cái phương pháp này. Đồng đạo muốn nghe thì phải xem lại cái chuyên đề nhẫn nhục, chuyên đề bát nhẫn mà chúng tôi đã trình bày vấn đề này thì nó không hết. Rồi cái thứ ba nữa, cái tiêu thứ ba để chúng ta diệt trừ tánh sân thì chúng ta phải quân tập cho mình có được đức tánh từ bi. Mà Đức Thầy dạy là tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo.
Nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi, thì đây là ba cái món mà để chúng ta dẹp được cái tánh sân của mình. Rồi ngoài sân ra, Đức Thầy còn dạy si, tức là vô minh, tức là mê si. Vậy thì hôm nay muốn dọn trừ mê si này, vô minh này, thì yếu tố đồng đạo chúng ta phải có trí tuệ. Có trí tuệ chúng ta mới dẹp từ là dẹp trừ sân nổ mê si được, dẹp trừ cái sự tối tâm được. Còn nếu như không có trí tuệ thì chúng ta vẫn còn tâm tối. Vậy thì hành giả muốn đạt được trí tuệ để diệt trừ mê si thì chúng ta phải giữ giới luật, phải giới định huệ, chúng ta phải thiền tịnh song tu, vân vân. Thì các yếu tố đó thì tôi cũng giới thiệu thôi, cho thật ra chi tiết ra nó rất là dài. Tâm chúng ta lúc nào cũng phải sáng suốt, mà thầy đã dạy là diệt mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bạ đâu tin vướng nghe càng, làm ngu muội độ thân uổng kiếp. Cái quan trọng nhất của cái người mà diệt trừ mê si thì chúng ta phải làm sao mà mình phải có một cái kinh nghiệm, làm sao chúng ta học tập là Đức Thầy, để rồi chúng ta không rơi vào cái gọi là cái cạm bẫy nhẹ dạ dễ tin của những người khác, để rồi chúng ta phải đọa lạc. Thì chúng tôi nói gọn vậy thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây, Đức Thầy dùng cái từ ngữ gọi là tảo trừ, tức là cội sân si cũng phải tảo trừ. Như vậy thì tảo trừ còn gọi là tảo chủ, tức là nếu nói có thành ngữ này theo hán học thì đây là cái phương pháp gọi là chổi quét. Vậy thì nói đến phương pháp này, nghe dùng cái từ chổi quét thì chúng ta thấy không cao lắm. Nhưng mà khi chúng ta hiểu về cái nhân vật chính mà Đức Phật đưa ra cái phương pháp này, đây là phương pháp mà ngày xưa Đức Phật đã dạy một cái người tối dốt gọi là Châu Lợi Bàn Đặt. Cho nên nhắc đến đây thì dầu sao đi chăng nữa, tôi và quý vị cũng không có tối dốt bằng Bàn Đặt. Ông Bàn Đặt mới là cái người phải nói rõ là tối dốt đó. Mà nhờ hành trì cái môn trỗi quét này nè, mà ông Bàn Đặt đã đắc được quả vị là Hán đồng đạo. Cho nên hảo nào Đức Thầy mới mượn cái chuyện này nè, mượn cái chuyện tảo trừ nè, gọi là tảo chủ đó, để dạy dỗ nhắc nhở tất cả chúng ta hôm nay mình cũng phải thực hiện theo cái phương pháp này. Cho nên cho phép tôi mở ngoặc kể sơ về cái chuyện của Bàn Đặt. Ông này là cái người tối dốt lắm. Cho nên Đức Phật đã biết được điều này, khi quy vào cửa đạo thì Đức Phật mới dạy ông một cái bài kệ 20 chữ thôi: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, ti vô nhân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Tức là xiên quét rác thì giường chùa, ngày ngày sanh trí tệ. Nếu không có thánh nhân đi thì cũng có tức là nếu không có thánh nhân đến thì cũng có người người đi. Có 20 chữ thôi. Thế mà ông Bàn Đặt, Châu Lợi Bàn Đặt, ông học ngày này sát ngày nọ không thuộc. Đến nỗi mà Đức Phật phải phân công trên dưới như vậy là mấy trăm vị A-la-hán thay với nhau dạy ông cái bài này, ông cũng không thuộc. Ai thử coi dốt đến vậy quý vị à. Cho nên dù sao chăng nữa thì mình cũng có cái điều sáng suốt hơn ổng. Mình cũng thuộc được 5 câu giảng, 3 câu giảng của thầy đồng đạo, ráng tu dùm tôi, nhất định chúng ta giải thoát. Phải nói gọn vậy. Cho nên lúc bây giờ thì ông Châu Lợi Bàn Đà, anh ruột của Bàn Đặt, mới nói em mình về. Theo huynh thấy đệ nên hoàn tục trở lại về quê đi, chớ tu hành như đệ không có kết quả gì đâu. Các cái vị tỳ kheo ít nhất ta cũng thuộc bài kinh, bài kệ để người ta lo tu tập. Còn là này một bài kệ mà mấy trăm vị A-la-hán mà dạy đệ mấy năm nay đệ không thuộc, nghĩ thôi đệ về hoàn tục trở lại đi tu hành gì nữa. Thì lúc bây giờ Châu Lợi Bàn Đặt nghe anh mình nói vậy, đứng dựa cái cổng, cái cửa Kỳ Hoàng. Lúc bây giờ đang ở tỉnh xá Kỳ Hoàng, dựa cái cửa Kỳ Hoàng mà khóc, nức nở, khóc lắm. Lúc bây giờ Đức Phật ở ngoài đi vào, Đức Phật nói tại sao mà ngươi khóc như vậy? Thì Châu Lợi Bàn Đặt mới kể cái quá trình mà anh mình kêu mình trở về hoàn tục trở lại. Cho nên khi nói đến hoàn tục, khi nói đến cái việc xa Đức Phật, khi nói đến cái việc không gần gũi các vị tỳ kheo huynh đệ, cho nên lúc bây giờ thì Châu Lợi Bàn Đặt khóc. Thì Đức Phật mới nói thôi ông cứ an tâm đi, có cái gì đâu mà phải hoàn tục, thôi bây giờ ông theo ta đi vào tỉnh xá. Thì lúc bây giờ Đức Phật đi trước, ông Bàn Đặt đi sau. Khi vào tỉnh xá rồi thì Đức Phật mới lấy cái chổi. Đức Phật nói này Bàn Đặt ca, ông dùng cái chổi nè, ông quét rác trong ngoài cái tỉnh xá Kỳ Hoàng này cho sạch sẽ, cho có một cái không khí nó giống như thoáng mát vậy. Và luôn tiện ông thuộc lòng dùm cho ta 2 chữ chổi quét.
ai thử coi quét rác vậy ngày nào cũng học cả tuần lễ quý vị, học cái chữ chổi thì quên cái chữ quét, rồi học cái chữ quét thì quên cái chữ chổi, tức lắm, học bài không thuộc. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới quán xét cái căn cơ trình độ của ông Bàn Đạt. Cho nên Đức Phật đến ngày thứ bảy, Đức Phật mới vào, Phật nói: này Bàn Đạt ca, kê hai cái chữ chỗ quét ta dạy ông có gì đâu mà không thuộc. Nếu nói về sự thì ông dùng cái chổi này ông quét rác bụi trong và cái ngoài tỉnh xá. Nếu nói về lý thì ông dùng cái chổi này, cái chổi vô hình này ông quét sạch những cái bụi bặm, những cái sân si, những cái phiền não nơi tâm của ông, chứ có cái gì đâu mà không thuộc. Quý vị ơi, nghe Đức Phật nói vậy thì lúc bây giờ ông quay lại, mà nói nôm na là quay lại 180 độ, thường dùng từ này đó, quay lại để nhìn cái tâm của mình, gọi là phản quang tự kỷ bổn phận sự. Như vậy thì khi quay lại nhìn cái thân, cái tâm của mình, lúc bây giờ thấy bụi nó nhiều quá, bụi tham, bụi sân, bụi si, bụi phiền não. Cho nên ông lúc bây giờ mới quét, quét rác bên ngoài chỉ là phương tiện, cái quan trọng là quét sạch rác nơi tâm địa của mình. Trong thời gian ngắn 3 ngày ông chứng quả La Hán, chứng thánh quả, kính thưa đồng đạo. Cho nên nếu nói về tảo trừ thì chúng ta nói nôm na là quét rác, mà nếu nói một cách chu đáo hơn nữa là quét rác nhà ai, rác nhà ai nó quét, chứ đừng nên quét lộn rác nhà người. Nhiều khi mà chúng ta quét rác nhà người, mình thấy cái lỗi người này, cái lỗi người kia, cái lỗi người nọ, mà trong khi đó rồi mấy ai thấy được lỗi mình. Mình thấy nhà người ta rác không à quý vị à, thấy người ta lỗi cái này, trặc cái này, trặc cái kia, trong khi đó chúng ta trặc còn nhiều hơn thiên hạ nó, mình không thấy. Vì vậy Đức Thầy dạy ở chỗ này là Đức Thầy dạy chúng ta, khi chưa biết đạo thì chúng ta nhìn bên ngoài nhìn thấy lỗi người, nhưng khi biết đạo rồi chúng ta nên nhìn thấy lỗi mình. Lúc bây giờ chúng ta quay lại nhìn coi mình sao, mình còn bao nhiêu một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta bao nhiêu cái niệm sân, bao nhiêu cái niệm si, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu ái ố, để làm chi? Để chúng ta tính toán chu đáo để tìm cách đẩy ra ngoài, thì đó gọi là chổi quét. Cho nên một cái phương pháp chổi quét để dẹp tận gốc cái cội nguồn sanh tử luân hồi, cái cội nguồn của tham sân si này, kính thưa quý vị, một cái phương pháp gọi là một phương pháp mà có trong tất cả phương pháp, đó là gì? Đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy đồng đạo mượn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật này, đồng đạo quét sạch tham sân si nhân ngã luôn. Ở đây chúng tôi nói thẳng luôn, không có còn nói là chỉ quét sân và si đâu, nếu chúng ta có niệm Phật. Tại vì chúng ta ít niệm Phật quá à, chúng ta để cái tâm mình nó trống rỗng, mà cho nên nó có đủ điều kiện để tham lam, để sân nộ, để mê si nó nổi lên. Cho nếu như giờ này tôi và quý vị nhất tâm niệm Phật, lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc bây giờ tham có chỗ đâu nó khởi đồng đạo. Trong đó cũng tham, mà tham gì? Tham niệm Phật nhiều, tức quá tức, niệm Phật không nhất tâm, buồn quá, ráng niệm Phật cho nhiều, thì quý biết chừng nào quý vị. Cho nên lúc nào tâm chúng ta cũng niệm Phật, phải không quý vị? Gặp cái cảnh đẹp đi ngang Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc bây giờ cái đẹp biến mất tiêu, lúc giờ đâu có còn là hành, đâu có còn thức nữa, đâu có còn tưởng nữa, đâu có còn camera tâm nữa, đâu có còn phát ra nữa, bởi nó không thu vào cái gì nó phát ra. Lúc bây giờ chúng ta thu cái gì? Thu Nam Mô A Di Đà Phật, mà phát ra cái gì? Cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thu vào Nam Mô A Di Đà Phật, phát ra Nam Mô A Di Đà Phật, thì ý thức chúng ta là gì? Là tịnh độ, là Di Đà, là cực lạc. Thì đương nhiên chúng ta tọa liên đài, chúng ta ngồi tọa sen, chúng ta về có Phật rồi, đâu có gì lạ đâu. Cái quan trọng ở chỗ này muốn nhắc nhở là chúng ta phải cố gắng niệm Phật. Chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là chúng ta quét rác ra một cái tư tưởng gọi là vọng niệm chúng sanh. Khi mà chúng ta có niệm Phật, mình không còn lòng tham. Mà khi chúng ta có niệm Phật rồi, chúng ta không còn nóng nữa. Mà quý vị biết, ngày xưa Đức Thầy dạy một đồng đạo chúng ta, khi mà nóng giận nổi lên đó, ông cong cái lưỡi lên, tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì niệm một lát nó nguội. Cho nên cái đặc tính của niệm Phật, ngoài cái việc trừ tham, trừ cái vọng niệm chúng sanh ra, thì xin thưa quý vị, niệm Phật là một cái phương pháp để diệt trừ cái tánh sân của chúng ta. Vì vậy cho nên tại chúng ta không niệm Phật, mình còn nóng tánh. Nhưng mà trong lúc nóng tánh, đồng đạo nhớ dùm tôi, niệm Phật là chúng ta sẽ hạ liền, mát lợi liền. Quý vị, vợ mình, con mình, nó làm mình giận quá, thì lúc đó bắt ý mình nóng nha. Nhưng mà tại vì mình quên niệm Phật,
Chứ nếu mà tâm mình lúc nào niệm Phật có gì đâu nóng. Đơn giản thôi, một phương pháp hành trì ai cũng làm được mà. À, thì đó là chúng ta ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu như chúng ta biết, cái thứ ba nữa, nếu như chúng ta có niệm Phật thì tâm chúng ta nó sáng dữ lắm. Tôi nói thật quý vị, không có trạng thái nào tâm chúng ta sáng bằng lúc chúng ta niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật rồi tâm chúng ta nó sáng suốt lắm. Bởi vì lúc bây giờ trong tâm chúng ta là Phật mà, là A Di Đà mà. Vậy cho nên tâm chúng ta sáng lắm đồng đạo à. Nhất định khi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta không làm lạc vào mê si. Cho nên cái phương pháp chổi quét này, ngày xưa Đức Phật trao cho mà đặt cái chổi quét, ngày nay Đức Thầy trao cho chúng ta 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật cũng giống như chổi quét vậy đó. Lục tự trì tâm là phương phép nhắn nhủ cùng ai có mấy lời, hay hoặc là đêm ngày nhớ Phật cho thường, phải ráng lo lường kim chỉ từ đây đồng đạo à, phải cố gắng. Thì đó là chúng tôi muốn nói ở cái câu thứ hai này. Bởi vì câu thứ hai là phương pháp hành đạo đặc thù. Rồi đến câu thứ ba là đem về giác tánh chân như. Đây là cái quả vị đạt được. Câu thứ hai hồi nãy là cái nhân tu. Câu thứ ba và câu thứ tư là quả vị đạt được. Vậy thì nhờ chúng ta niệm Phật, nhờ chúng ta giữ giới, nhờ chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si, mà lúc bây giờ chúng ta đem về chứng đạo à. Cái này là gọi là chứng đạo tại tâm, chứng đạo tại thế gian. Vậy thì tâm chúng ta lúc trước nó sân si, nó là hỷ nộ, nó ái ố, nó phiền não. Cho nên khi mà trải qua thời gian tu tập mà chúng ta bàn nãy giờ, lúc bây giờ chúng ta đem về giác tánh. Cái chữ giác gọi là giác ngộ, giác tánh tức là tâm giác ngộ, tánh giác ngộ, hay còn gọi là tâm Phật, hay còn gọi là tánh Phật, hay còn gọi là chủ nhân ông, còn gọi là niết bàn diệu tâm, còn gọi là bản lai diện mục. Thì đó là các cái từ ngữ chỉ cho giác tánh. Rồi chân như, cái chữ chân là thiệt, cái chữ như là còn. Vậy thì chân như là tức là những cái mà nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó thường còn. Chữ chân như ở đây cũng có thể nói là như như, và cũng có thể hiểu là Như Lai. Cái danh hiệu Như Lai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì muốn nói ở ngay cái chỗ chân như này. Tức là chân thiệt, thường còn, thì đó gọi là chân như. Tức là cái sự thanh tịnh, cái sự trong sạch, cái sự trí huệ, thì cái này mới là cái thường còn. Cái này mới là cái phải nói rõ là vĩnh cửu, thì gọi là chân như. Như vậy thì giác tánh chân như ở đây nói gọn lại, đó là chỉ cho Phật tâm, chỉ cho Phật tánh. Bởi vì đường đạo lý cho nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thì quá xa xăm, hãy tìm kiếm ở trong não trí. Vì vậy cho nên đem về giác tánh chân như, thì lúc bây giờ chúng ta, tâm chúng ta là tâm Phật. Lúc bây giờ là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Lúc bây giờ chúng ta thấy ngộ được chủ nhân ông. Thì trường hợp này cũng giống trường hợp của Đức Huệ Năng vậy. Đức Huệ Năng giàu đằng giả gạo, âm thầm tu hành. Nhưng mà cái hoàn cảnh khi Đức Huệ Năng mà nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn niệm cái bài kệ trong Kinh Kim Cang đến câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì lúc bây giờ Đức Huệ Năng tâm bừng sáng, đạt cảnh giới gọi là đem về giác tánh chân như. Như vậy thì khi tâm bừng sáng thì lúc bây giờ sẽ ngộ ra nhiều thứ. Hà kỳ tự tánh năng sanh diệt pháp, hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh tức là bất lai động diêu, hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bất sanh bất diệt. Kính thưa đồng đạo, vậy thì trạng thái của Đức Huệ Năng là trạng thái của cái người đạt được gọi là giác tánh chân như. Cái bài pháp này Đức Thầy dạy rất rõ ràng, mà Thầy đã dạy chúng ta rằng đó, khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chứ theo thần tú. Bởi lục tổ là người đem được về giác tánh chân như. Mà muốn đem được về giác tánh chân như thì nó bắt nguồn từ ở cái đoạn Kinh Kim Cang mà Đức Lục Tổ đi. Trong cái quá trình mà hàng ngày ông đi vào rừng đốn củi, ông nghe trong nhà tụng về Kinh Kim Cang, dân hà hàng trụ, dân nhà hà hàng phục kỳ tâm. Tức là ông tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng nên để cái tâm mình ở đâu để hàng phục cái tâm của mình, hàng phục ma lòng nơi tâm. Thì Đức Phật trả lời: này tu Bồ Đề, bất ưng trụ, sắc thinh hương vị xuất phát sanh tâm, ưng vô sở trụ với sanh kỳ tâm. Tức là Đức Phật dạy tu Bồ Đề rằng: này tu Bồ Đề, ông đừng để cái tâm của ông nó chạy theo sắc thinh hương vị xuất phát bên ngoài. Tức là ông đừng có để lục căn của ông là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nó chạy theo sắc thinh hương vị xuất phát bên ngoài mà sanh tâm.
Ông nên để cái tâm vào chỗ vô trụ, vào cái chỗ vô sanh, vào cái chỗ không ô nhiễm mà sanh tâm, gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì đây là cái bài pháp Đức Huệ Năng, dầu là cái người dốt nhưng mà ngộ được cái bài pháp này, mà Ngài đã ngộ được, phải nói rõ là Ngài đã ngộ được gọi là giác tánh chân như. Mà ở trong đoạn giảng này, Đức Thầy cũng muốn cho ông Cò Tào Hảo phải ngộ được giác tánh chân như. Cho nên Đức Thầy mới dạy là trong sát thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoằng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Thì rõ ràng vậy thì giờ này ngoài cái việc chúng ta đoạn trừ tham sân si để phá cái thân ngũ uẩn này, thì yếu tố muốn đem về giác tánh chân như thì đồng đạo phải diệt lục căn, đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thinh cho có hầu gần, hương với vị sát trần nên lắm. Chữ xuất pháp treo gương hiền thánh, tránh sáu đường cũng đặng về thân. Từ xưa nay chỉ dạy nhiều lần mà Dương Thế không lo chẳng liệu, mà thầy cũng dạy trong giác mê tâm kệ rất là rõ ràng, nó không hết. Thì đó gọi là đem về giác tánh chân như. Và cái yếu tố câu sau cùng là kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Đây là cái quả vị thượng thừa. Bởi vì kim thân, mà nếu như chúng ta hiểu về phương diện gì từ ngữ đó, kim thân tức là cái thân bằng vàng. Thân Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi chứng quả ở tại cõi Bồ Đề thì thân của Ngài gọi là kim thân, thân bằng vàng, thân ngọc ngà, thân quý báu, dù rằng thân bằng xương thịt, nhưng ý muốn dụ cho một cái con người hết sức là quý giá, gọi là thân bằng vàng. Rồi cái thứ hai nữa, kim thân ở đây nếu mà chúng ta hiểu về sự đó thì nói cho đủ là gọi là kim thân bất hoại. Chính vì cái thân bằng vàng, cái thân này nó không hoại là chúng ta hiểu về lý á, còn phải nói về sự. Nhưng mà thật chắc ra về sự cũng có người không hoại. Theo chuyện kể của Phật giáo của Trung Hoa thì ngày xưa Đức Lục Tổ Huệ Năng, ông là cái người phải nói rõ là gọi là kim thân bất hoại. Sau khi ông qua đời viên tịch rồi thì thân của ông đó, sách sử cho biết rằng là nó không bị hoại bây giờ. Nó khô lại à, nó không có bị tan rã trở về tứ đại như thân chúng ta đâu. Thì đây muốn nói rằng cái sự này để lý giải ra được, đây là cái người chứng đạo. Mà chính Lục Tổ Huệ Năng là cái người đã đạt được cái kim thân bất hoại. Rồi bên cạnh Đức Huệ Năng ra, ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều người tu hành chứng đắc được cái gọi là kim thân bất hoại. Mà điển hình giờ này chúng ta ra ở cái chùa Đậu ở Hà Nội thì đồng đạo sẽ thấy được hai cái thân của hai vị tiền thiền sư, tức là Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh ở tại cái chùa Đậu Hà Nội. Thì quý vị nào có đi tham quan thì thấy rất rõ lời của chúng tôi nói. Thì hai vị này đã trải qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm không có cần dùng cái thuốc gì để ướp xác cả, mà hai vị này giờ này cái xác vẫn còn, dầu rằng có chút biến dạng nhưng cái xác vẫn còn. Cho nên nếu nói về sự, về vật lý đó, thì đây gọi là kim thân bất hoại. Ý muốn chỉ cho những người đạt đạo, những người chứng đạo mới được vậy. Còn nếu không chứng đạo, thân của chúng ta chết 2-3 ngày nó xịn rồi, nó tan rã, nó trở về tứ đại rồi, có gì đâu quý vị. Thì đó là chúng ta hiểu về sự, hiểu về phương diện vật lý. Còn đi sâu vào phương diện tâm lý, vào cái phương pháp hành đạo, muốn đạt được kim thân thì đây gọi là thân kim cang. Thân này phải nói rõ là đạt được kim thân là gần như là thành Phật. Thành Phật. Bởi vì nếu nói về theo duy thức học của Đại Thừa đó, muốn đạt được kim thân thì phải từ bát thức biến thành tứ trí, từ tứ trí biến thành tam thân, và từ tam thân mới biến thành kim thân. Nó theo một cái hệ thống như vậy đó. Như vậy thì bát thức là gì? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là lục thức. Hai thức còn lại là mạt đa thức và a lại gia thức. Thì đây theo nhà Phật, theo duy thức học còn gọi là tám thức, là bát thức. Như vậy thì khi hành giả năm cái thức đầu tiên là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mà nó không nhiễm vào sắc thinh hương vị xúc, tức là năm cái căn đầu tiên nó không ta đắc được, gọi là thành sở tắc trí, là cái nơi làm việc. Thì đến cái trí thứ hai là diệu, là tức là diệu quan sát trí đó, thì cái trí này khi hành giả giữ, đừng có cho cái ý căn chúng ta nó nhiễm vào xúc trần, tức là chúng ta giữ ông chủ, đừng cho ông chủ mà lung tung nữa, không cho ô nhiễm, thì hành giả sẽ đắc được cái gọi là diệu quan sát trí, tức là khéo léo quan sát không ô nhiễm. Rồi đến cái thức thứ bảy gọi là truyền thống thức, hay còn gọi là mạt na thức,
Thì thức này nó có cái nhiệm vụ là nó truyền cái ý thức từ thức thứ 6 đi vào cái tâm dương là thức thứ 8. Thì cái thức này sẽ chuyển hóa thành gọi là bình đẳng tánh trí. Tức là trong quá trình truyền thức thì truyền tư tưởng vào cái kho chứa thì phải bình đẳng. Và cái thức sau cùng gọi là A Lại Giới Thức, thì đây gọi là tâm vương. Cái thức này là kho chứa. Thật chất ra thì khi mà chúng ta suy gẫm ở bản thân mình thì mình thấy rõ rằng mỗi đồng đạo chúng ta đều có A Lại Giới Thức. Bởi vì nó vượt khỏi ý thức. Cái A Lại Giới Thức này nó chứa những cái chúng ta ô nhiễm, những cái chúng ta tập tành ở kiếp này, ở nhiều kiếp trước. Cho nên khi mà chúng ta sanh ra cõi đời này, có những cái chúng ta học mới biết, có những cái chúng ta không học mình vẫn biết là do đâu, là do tích trữ ở nhiều tiền kiếp, nó ở trong A Lại Giới Thức. Cho nên kiếp này gặp một cái hoàn cảnh thuận tiện là nó phát sinh. Cho nên hành giả mà đạt ở chỗ này thì A Lại Giới Thức chúng ta chúng ta biến thành gọi là đại viên cảnh trí, tứ trí. Vậy thì nó gọn lại, muốn đạt được tứ trí rất là gọn gàng. Trở lại cái hồi nãy, muốn đạt được tứ trí thì chúng ta giữ, đừng để lục căn. Sắc chúng ta không mê sắc đẹp, sắc chúng ta không ưa sắc đẹp, tai chúng ta không ưa tiếng hay, lưỡi chúng ta không ưa đồ ngon, mũi chúng ta không ưa ngửi cái mùi thơm, thân chúng ta không ưa sự sung sướng, ý chúng ta không ưa chức phận cao. Thì nếu như đồng đạo đạt được điều này là chúng ta đã có dấu hiệu đắc được gọi là tứ trí. Dầu rằng từ bát thức biến thành tứ trí, nhưng cái nguồn cội mà căn bản nhất ở chỗ là lục thức, ở chỗ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà thầy dạy chúng ta là cái gốc đó. Thì khi hành giả không còn ô nhiễm được điều này, ngoài việc chúng ta có 6 phép thần thông, cũng trong bài này tôi cũng có trình bày cái câu mà thầy dạy là ngày nào đắc được lục thông đó, vớt hồn cha mẹ tổ tông 7 đời, thì cái ngày nào, cái ngày mà lục căn chúng ta không ô nhiễm lục trần, cái ngày chúng ta đắc được tứ trí thì ngày đó mình có thần thông. Như Đức Phật vậy, có 6 phép thần thông. Đồng đạo ráng tu nghe, nếu chúng ta đạt được cảnh giới này chúng ta có thần thông tại thế gian. Ở đây là phương pháp thầy dạy đắc đạo tại thế gian. Nhưng vì từ xưa đến giờ chưa có người đắc là tại sao? Tại vì phương pháp này tu khó quá, khó đắc quá. Chính vì lý do đó mà không phải là điều đơn giản, kính thưa đồng đạo. Do đó cho nên muốn đạt ở chỗ tứ trí thì chúng ta phải có được vấn đề này, tức là lục căn không nhiễm lục trần. Rồi từ tứ trí chúng ta mới có được tam thân, chúng ta mới có được pháp thân, mới có được báo thân, mới có được ứng thân, là cái này gọi là tam thân. Thì vấn đề này cái người minh chứng cho chúng ta là Đức Tôn Sư, Đức Thầy chúng ta đã có được tam thân. Cho nên pháp thân là gì? Tức là pháp thân ở đây muốn nói là khi một cái vị đạt được pháp thân thì sẽ nói ra muôn pháp, hòa quyện với muôn pháp, không có còn một pháp nào cả. Pháp ở đây ngoài cái việc phương pháp tu hành pháp Phật ra, pháp đây là vạn pháp. Mà chính Đức Thầy chúng ta đã có được tam thân. Mắt thấy đứa vô nghì phát giận, ngặt nỗi mình còn bận pháp thân mà thầy viết trong bài Bốn Hồng. Đức Thầy chúng ta ngài đã có được pháp thân. Rồi cái thân thứ hai là báo thân. Báo thân là cái thân trang nghiêm, cái thân thanh tịnh, cái thân đẹp đẽ. Vậy thì Đức Phật ngài có 32 vẻ đẹp, ngài có 80 vẻ đẹp, có 32 tướng hảo, thì đây gọi là báo thân. Mà Đức Thầy chúng ta cũng vậy, cái sắc diện bên ngoài Đức Thầy chúng ta rất là đẹp. Phải nói rõn là nếu mà nói một thanh niên mà trang lưới Đức Thầy mình chắc khó kiếm người thứ hai. Bởi vì Đức Thầy chúng ta ngài có 32 tướng hảo, ngài có 80 vẻ đẹp, thì phải nói rõ là gần như là giờ này thì chúng ta thấy rõ Đức Thầy có cái pháp thân. Rồi cái thứ ba là quá thân, hay còn gọi là ứng thân, còn gọi là thiên bất quá thân. Tức là cái thân giống như chúng ta nói giống như tề thiên vậy đó. Tức là liền một cái cộng lông ra là biến thành là nguyên một cái bài khỉ đâu vậy. Nói gọn là tức là cái người mà có được ứng thân này, họ tức là một cái vị có được ứng thân thì họ biến hiện tùy nơi tùy lúc ở đâu cũng được hết. Mà chính Đức Thầy chúng ta đã có được ứng thân khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiện. Đồng đạo đọc lại quyển nhất đi, đồng đạo đọc lại 49 Đức Thầy, 49 điểm Đức Thầy đi vào Lục Châu, thì rõ ràng Đức Thầy chúng ta đã có đủ ứng thân. Đức Thầy chúng ta là Phật, ngài có đủ tam thân. Thì từ ở chỗ tam thân này nè thì mới đạt ở chỗ gọi là kim thân thị hiện. Như vậy thì khi kim thân thị hiện, lúc bây giờ là ông Phật rồi, thì đã nói là ông Phật rồi thì dứt trừ tử sanh, đâu còn gì nữa đâu. Cái tử sanh ở đây không phải là muốn nói đến cái xác chết giả tạm này,
Mà tử sanh ở đây muốn nói là chúng ta không có còn sanh tử luân hồi. Dứt trừ tử sanh không phải là chúng ta không chết. Đức Phật còn phải bỏ xác mà. Đức Thầy dạy với Thầy xác thể phải còn đau mà. Cho nên cái xác giả này là chúng ta không bàn. Dứt trừ tử sanh là chúng ta không có còn sanh tử luân hồi. Chúng ta được về có Phật, chúng ta được đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, mình không có còn trôi lân trong sáu nẻo này nữa, gọi là dứt trừ tử sanh, thành Phật đồng đạo à, thể nhập niết bàn, được tọa liên đài, được ngồi tọa sen, được ngồi ở liên hoa củ phẩm mà quý vị, khi chúng ta có được kim thân thị hiện thì nó không hết. Như vậy thì trở lại qua bốn câu giảng này mà Đức Thầy dạy là phá ngũ uẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, mà hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi trình bày. Như vậy thì qua bốn câu giảng này, khi mà chúng ta trình bày thì rõ ràng đây là cái phương pháp tu hành thành Phật. Thành Phật yếu tố đầu tiên Đức Thầy dạy là chúng ta phải nhận diện được cái thân ngũ uẩn. Cái thân này do năm cái nhóm hiệp thành, cái thân này là thân giả, cái thân này thân không thiệt. Cái yếu tố đầu tiên qua cái bài học hôm nay là chúng ta phải nhận định cái thân ngũ uẩn là không thật. Chúng ta phải biết được từ cái xác thể bên ngoài, biết được từ cái tâm ý bên trong của chúng ta để chúng ta diệt trừ nó. Và cái phương pháp diệt trừ Đức Thầy đặt ra tại đây không ngoài diệt tham, diệt sân, diệt si, và chúng ta dẹp được cái bản ngã. Cho nên tham, sân, si, bản ngã, năm cái tên này nó nặng quá, phải không quý vị? Cái năm cái tên này chúng ta chém một búa, hai búa nó không chết, phải chém nhiều nhát dao nó mới chết. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải mượn 6 viên thuốc Nam Mô Di Đà Phật để niệm, thì tôi tin chắc rằng 6 tên này không còn. Chúng ta phải kiên trì niệm Phật. Cái phương pháp mà muốn nói ở đây không bằng cái gì bằng niệm Phật cả. Vào thời kỳ này pháp môn niệm Phật là thù thắng hơn hết. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Chúng sanh có niệm Phật Đức Thầy mới dắt dìu tất cả được, mà chúng sanh không niệm Phật Đức Thầy không dắt dìu được. Cho nên muốn phá tan ngũ uẩn rồi, nó có thiên hành vạn trạng pháp môn, nhưng trở lại không bằng, không ngoài pháp môn niệm Phật. Đồng đạo có niệm Phật, đồng đạo không còn nhân ngã nữa. Đồng đạo có niệm Phật, đồng đạo không còn tham lam nữa, không còn sân nộ nữa, và tâm chúng ta sáng, không còn mê si. Thì đây là phương pháp đặc thù để chúng ta phá cái tan ngũ uẩn này, dẹp tham, dẹp sân, dẹp si, dẹp nhân, dẹp ngã. Nó nhiều phương pháp dẹp lắm, nhưng ở đây chúng ta chỉ cần một phương pháp chúng ta dẹp tất cả là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mà chúng ta hành trì được điều này, lợi lạc sẽ đem đến ngay chúng ta là chúng ta sẽ được ngộ nhập Phật tri kiến. Lúc bây giờ Đức Thầy cho biết các chúng sanh đều có như ta, ta và Đức Thầy không khác. Nếu nói về phần tâm thức, cái nguồn cội không khác, cái Phật tánh không khác, Phật tánh vẫn đồng nhau. Cái người đắc đạo trước, người đắc đạo sau, nhưng mà Phật tánh thì không có trước sau. Cho nên Thầy dạy là trước sau thì khác đó, trước sau tuy khác mà thiện căn chẳng đồng. Như vậy thì cái lợi lạc mà chúng ta đem lại trong con đường tu của mình, thì chúng ta đem về cái giác tánh chân như, tức là mình ngộ nhập Phật tri kiến. Và từ ở trạng thái đó, từ trạng thái chúng ta đã có ông Phật trong tâm rồi, thì đương nhiên tâm là Phật, thì thân cũng là Phật. Đồng đạo hỷ tôi nói à, bởi vì khi mà tâm chúng ta trở về giác ngộ, giác tánh chân như, tâm chúng ta là Phật, thì đương nhiên thân chúng ta là Phật. Mà nếu tâm chúng ta là ma thì thân chúng ta cũng là ma, có gì đâu. Đồ quỷ sứ khó dạy quá, thì đó là ma rõ ràng, đúng không? Phải không có gì? Mình là con người mà tâm chúng ta độc địa là mình là độc địa. Tâm chúng ta giống như con thú thiếu lông thì cái thân chúng ta cũng giống vậy thôi. Nó chỉ ngụy tạo, ngụy trang thôi đồng đạo à. Mà nếu như tâm chúng ta trở về giác tánh chân nhân thì đương nhiên cái thân là kim thân thị hiện thôi. Hai câu giảng này đối với nhau. Dù rằng chúng tôi bàn nhiều về tri thức học để chúng ta hiểu thôi, nhưng kỳ thật là chúng ta cố gắng niệm Phật đi. Tâm chúng ta Phật thì thân chúng ta là Phật, đâu có gì đâu. Mà cái thân chúng tôi muốn nói này là cái thân mai hậu. Cái thân một ngày kia chúng ta bỏ xác, chúng ta được gặp Đức Phật A Di Đà, chúng ta hưởng được cái cảnh trường tồn vĩnh cửu đó. Cái thân mà Thầy dạy là dứt trừ tử sanh, không có còn sanh tử luân hồi nữa, thì đó mà là phải nói rõ là rốt ráo nhất. Chứ ngày thời kỳ này mà chúng ta tu mà giữ cái thân này giống như cái ngày Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh, giống như Huệ Năng, thì khó.
Bởi vì đó là cái hạnh nguyện các ngài phải làm như vậy để chúng sanh tu hành nương theo đó mà tinh tấn kính thưa đồng đạo, thì nó không hết. Cho nên hôm nay là một cái bài pháp gọi là thượng thừa trong đạo Phật, nói tiếng thượng thừa quá cao siêu, nhưng mà thực tế ra nó không ngoài chúng ta cố gắng giữ cho được tham lam sân nộ mê si căn bản nhất trong đời tu chúng ta. Chúng ta cố gắng giữ được đừng để lục căn ô nhiễm lục trần thì nhất định chúng ta sẽ mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề. Ngoài trời cũng dứt mưa nãy giờ rồi mà lòng chúng ta cũng ấm lắm rồi, cho nên thì kính thưa đồng đạo thì cũng trên dưới cũng khoảng một tiếng rưỡi, hơn một tiếng rưỡi đó, trên dưới cả 100 phút đó, thì chúng tôi cũng cố gắng trình bày theo cái hiểu của mình qua cái chuyên đề này. Thì tin chắc rằng trong cái vấn đề trình bày không tránh được sơ xúc, nếu có cái gì không vui hoặc có cái gì không đúng thì cũng mong cái sự đóng góp mà chỉ dạy thêm của quý đồng đạo cao niên kỹ trưởng trong đạo để chúng tôi được hoàn chỉnh hơn ở các lần sau. Thì trước khi được hỏi diễn đàn, chúng tôi cũng không quên kính cảm ơn đồng đạo Hai Phước, tức là trưởng ban sự nơi đây cũng có lời mời, cho nên chúng tôi mới được về đây. Thì cũng kính cảm ơn chủ gia đình nơi đây cũng ưu ái chúng tôi, cho nên chúng tôi mới có cái điều kiện ngày hôm nay trở về đây. Cảm ơn quý vị trong đêm khuya trời mưa, tuy vậy thì chúng ta cũng nhen nhúm được một cái hội trường ở tại cái máy đạo tràng này để chúng ta làm tròn cái trách nhiệm, tức là phận môn đệ phải lo dung quán. Thì tôi tin chắc rằng cái công đức ấy rất là lớn để dành cho quý vị và dành cho ban tổ chức. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta nhận diện được cái thân ngũ quẩn để chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành để một ngày nào đó chúng ta đạt được kết quả, đó là tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian thoát chốn tù. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi chân thành cảm ơn ông giáo lý viên Phan Chí Tâm vừa qua đã diễn thuyết xong chủ đề phá ngũ quẩn rứt lần tham ái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thể hiện dứt trừ tứ sanh, rất là sâu sắc. Và chúng tôi ước mong rằng chúng tôi và cô bác và chị em cố gắng hành trì để một ngày nào đó trong bài sứ mạng mà Đức Thầy đã hứa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứ ngôi, người đủ các thiện căn đi giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình chư vạn quốc chư bang. Và Đức Thầy hứa với người tín đồ Phật giáo hòa hảo rằng sẽ có ba hội và cảnh giới cực lạc, trở chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, muốn xem được hội Long Đình thì dân hãy ráng sửa mình cho trơn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, Long dân đến hội lầu son vừa kề, hoặc là ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông giáo lý viên Phan Chí Tâm vừa qua gần 2 tiếng đồng hồ đã trao đổi qua chủ đề rất là sâu sắc. Chúng tôi chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho chúng tôi về phần an ninh. Chúng tôi chân thành cảm ơn ông giáo lý viên Phan Chí Tâm đã được phân công đến đây làm phận sự. Chúng tôi chân thành cảm ơn các anh em âm thanh ánh sáng quay phim tiếp tân. Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thượng quân đã hỗ trợ cho chúng tôi tài vật để chúng lo phiên thuyết giảng. Chân thành cảm ơn vợ chồng của cháu An và Loan đã cho chúng tôi mượn sân để tổ chức phiên thuyết giảng và tạo mọi điều kiện rất dễ dàng. Và chúng tôi nguyện đem phước báo đọc sấm thi và thuyết giảng hôm nay hồi hướng cho phần âm được siêu
và hồi hướng cho phần dương được thới, và cầu mong cho đại dịch sớm tiêu trừ để đồng bào và nhân loại được hưởng muôn điều hạnh phúc. Trước khi dứt lời, chúng tôi cầu nguyện ơn trên ta bảo chư Phật mười phương quay linh tổ thầy từ bi gia hộ cho toàn thể chư quý vị được phát bồ đề tâm dũng mãnh đạo.